Thủy Hỏa Đại Sơn bên trong, kết giới trước đó. Ngay tại chư vị tiểu thánh đang đang kịch liệt tranh luận lấy đến tục cùng cái gì nói, mới có thể nhóm lửa nhân gian chi hỏa thời điểm, hắc ám khí tức đã đến tới. Trong sơn cốc, hết thảy đi theo mà đến tu giả, giờ phút này đều cảm thấy một loại tim đập nhanh cùng lo lắng. Tất cả mọi người tầm mắt tụ tập, chỉ thấy một cái người trung niên áo đen đã đi tới. Ở bên cạnh hắn, còn có mặt khác ba cái hắc ám cường giả hai nữ một nam người nam kia là cái đại bàng tử giờ phút này một mặt thèm nhỏ giải đánh giá trong sân rất nhiều tu giả không đúng cái kia hai nữ tử là các nàng là hỏa đế cùng một đế bỗng nhiên có lão bối tu giả khiếp sợ mở miệng không thể tin nhìn xem hắc ám hỏa đế cùng hắc ám một đế thật chính là các nàng ta từng thấy qua các nàng chân dung. Các nàng không phải đã chết tại trong bóng tối sao? Vì sao lại lại xuất hiện? Không đúng, các nàng trạng thái không đúng, các nàng bên người là hắc ám nguyên khí. Chẳng lẽ các nàng bị hắc ám ăn mòn, trở thành hắc ám sinh linh sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Hắc ám hỏa đế cùng hắc ám một đế tái hiện, đây quả thực là kinh thiên hơn đã từng người đã chết, lại mượn hắc ám mà sinh. Ngồi tại bên đống lửa luận đạo ba vị tiểu thánh, giờ phút này cũng là giật mình vô cùng. Hắc ám buông xuống. Các ngươi, là từ trong bóng tối đi tới sinh linh. Chúc mạnh cảnh giác mở miệng. Các ngươi tới đây làm cái gì? Hàng thánh pháp tràn đầy kiên kỵ đặt câu hỏi. Ba người, đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù sao, đây chính là bốn tôn hắc ám đại đế, đừng nói chỉ là bọn hắn, coi như là cấm kỵ thế giới đại đế đến, cũng đều chỉ có thể cúi đầu. Mà mặt tranh nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười, nói. Đừng sợ, ta không phải tới giết các ngươi. Ta tới, độ hóa các ngươi. Lời của hắn rất nhẹ, thế nhưng giờ phút này, lại tựa như là một loại có khả năng thấm vào linh hồn sương mù, làm cho tất cả mọi người đều là kìm lòng không đặng muốn nghe hắn nói nhân nhân nghĩa đạo đức vượt quá tại lòng trắc ẩn nhưng nếu không có trắc ẩn chi mang đâu mặt tranh mỉm cười nói nhân có thể vì thế nhân mang đến cái gì cao cao tại thượng đại đế như nhất niệm ra thương sinh hủy hết diệt cùng ngươi là có hay không nhân có quan hệ sao ta như chí cường dựa vào cái gì muốn nhân muốn làm gì thì làm, không kiên nể gì cả, ai có thể chế ta. Cái gọi là nhân, bất quá là dùng tới dỗ dành tầng dưới chót con kiến hôi thuật. Hắn chỉ tay một cái, chỉ thấy chút mạnh bên người có một vài bức khác biệt hình ảnh hiển hóa. Đó là bị nhân nghĩa lễ trí chi đạo bao phủ thần tâm nghèo túng nho sinh, cả đời không có việc gì, chỉ xa vào tại đạo đức văn chương, nghèo rất mùng tơi, lớn nhất niềm vui thú liền là hiển lộ rõ ràng tự mình biết hồi hương đậu hồi có mấy loại tả pháp. Đó là miệng đầy đạo đức liêm sĩ danh lưu, một bên hô hào diệt nhân dục, vừa hướng con của mình tức dở trò, tự như sắc bên trong ngạ quỷ. Đó là lễ giáo cường thịnh tuế nguyệt, một người có mái tóc hoa râm lão sinh, bởi vì trồng cử nhân mà điên điên khùng khùng. Giờ khắc này, mặt tranh tại thôi diễn. Hắn dùng một loại nào đó nhân quả bí thuật, nhưng chúc mạnh thấy được chính mình nhân nghĩa lễ giáo chi học, xưng vì thiên hạ lộ ra máu thời điểm cảnh tượng. Không. Giờ khắc này, chúc mạnh thống khổ ôm lấy đầu sọ, hắn gầm thét lên. Này tuyệt không phải ta sơ tâm, ta bố trí nhân học, chính là cứu thiên hạ, mà cái này. Rõ ràng là truyền nọc độc vạn cổ, phạt hại sinh linh. Đạo tâm của hắn, giờ khắc này sập. Đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì mới thật sự là tương lai. Mặt Tranh tựa như từ phụ, tay đặt ở chút mạnh trên đầu. Giờ khắc này, chút mạnh chợt im lặng xuống tới, hắn tựa như biến thành khôi lỗi, yên lặng đi theo Mặt Tranh bên người. Mặt Tranh cười, tiếp lấy nhìn về phía hàng Thánh Pháp, nói: "Luật Pháp, ta thật không biết, tại sao lại có nhiều người như vậy nguyện ý tùy tùng ngươi." Luật do người định, chế định pháp lệnh người chế định pháp lệnh là vì thiên hạ này thương sinh. Sai, bất quá là vì để cho mình gian sơn vạn năm, hoàng quyền vĩnh cố. Pháp lệnh quy lại chỉ là cường giả dùng tới thuần hóa kẻ yếu dây thường thôi, so với nhân nghĩa đạo đức cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn vung tay lên, hàng thánh pháp bỗng nhiên bị hắn ép tới quỳ trên mặt đất, mặt tranh lạnh lùng nói: "Hiện tại, ta bố trí pháp lệnh, các ngươi thiên sinh ti tiện sinh ra liền nên quỳ xuống, thấy ta quỳ xuống, chính là pháp lệnh, kẻ không theo giết. Ngàn năm về sau, các ngươi hậu nhân, còn có thể đứng lên được sao? Cho dù có thiên thần cho bọn hắn đứng lên cơ hội, bọn hắn cũng sẽ tự mình quỳ đi xuống. Bởi vì quỳ lâu, sâu tận xương tủy. Dùng luật trị thế, cũng bất quá bị người nắm cán, người sáng tạo ra thiên hạ, trên bản chất vẫn là mạnh được yếu thua cái kia một bộ hình không lên đại phu, này, cũng xứng giấy lên nhân gian chi hỏa. Mặt tranh lời nói như sấm, hàng thánh pháp bỗng nhiên thổ huyết, hắn sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói. Như thế, ta liền trở thành tội nhân thiên cổ, mình làm mình chịu, gieo hại con cháu, gieo hại con cháu A. Hắn đạo tâm đã băng, cũng là quỳ xuống. Trong nháy mắt, hắn cùng chút mạnh, đã bị mặt tranh hạ gục. Mà lúc này đây, Tô mặc lại là mỉm cười, nói. Ngươi vô pháp đánh bại ta, bởi vì ta truy tìm là chân lý. Nhân học luật học, đều là hư thối người học, trên bản chất đều là người nô dịch người, sáng tạo ra thiên hạ, nhất định đều là thượng tầng cùng xa cực dục, tầng dưới chót đường có xương chết cống, vương triều lẫn nhau lặp đi lặp lại, không ai có thể nhảy ra tuần hoàng vòng lẫn quẩn. Nhưng ta tự nhiên chi học không giống nhau, một liền là một, không khí chính là không khí, nước liền là nước, không ai có thể tại tự nhiên chi học bên trong, lẫn lộn đen trắng, lật ngược phải trái, đây là thuần túy học vấn. Mặt tranh mỉm cười, nói. Ngươi là đúng. Ta cũng không có độ hóa ngươi hứng thú, bởi vì loại người như ngươi, sống không nổi. Có thể trưởng khống thiên hạ, là tinh thông dùng nhân học luật học được trưởng khống thiên hạ sinh linh người, mà ngươi đây. Cầu thật, cầu thật sự là sẽ chết người đấy, chỉ bằng cấm kỵ thế giới này chúc đế vương tướng tướng, bọn hắn sẽ cho ngươi đất đai sao. Ngươi học vấn mong muốn phát dương quan đại, liền đã định trước phải đi hắc ám chi khung bên kia, bởi vì nơi đó, không ai dạy ngươi làm việc trước làm người, không ai lại bởi vì ngươi sẽ không cách đối nhân xử thế mà nhằm vào ngươi, ngươi cho dù là một người điên, cũng sẽ bị người thu nạp. Tại hắc ám chi khung bên trong, trí tuệ so tình thương quan trọng hơn. Nghe vậy, tô mặt trầm tư một cái chớp mắt, nói. Ngươi nói đúng. Nguyện đi hắc ám chi khung. Hắn hướng phía mặt tranh thi lễ một cái. Qua trong giây lát, mặt tranh đã đem ba vị tiểu thánh hạ gục. Tinh nhiên nhân học, luật học chúc mạnh cùng hàng thánh pháp, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, mà tô mặt lại cần hắn cấp cho đất đai. Bại hoàn toàn. Nhân học sụp đổ. Không luật học cũng không cách nào giấy lên nhân đạo chi hỏa sao. Đường ở phương nào? Giờ khắc này, vô số tùy tùng ba vị tiểu thánh đến tu giả, các tín đồ, đều là thẩn thờ, bọn hắn lâm vào hoài nghi bên trong. Đều nói trước hết để cho ta ăn thống khoái, ngươi nhìn ngươi, đem bọn hắn đạo tâm đều làm sập, không có tín ngưỡng người, thịt đều là thúi. Còn bên cạnh, mặt thiết thuận miệng nắm lên mấy cái tu giả, ngụm lớn nhấm nuốt, một bên lại là ghét bỏ mở miệng càng là tín ngưỡng kiên định người xương cốt liền càng có nhai đầu giai vị này cùng tín ngưỡng đồ vật gì không quan hệ cho dù là tín ngưỡng một khối đá chỉ cần loại tín ngưỡng này đạt đến thuần túy hoàn cảnh tảng đá kia cũng sẽ cho người sinh ra sức mạnh kỳ diệu mà bây giờ này chút tín đồ đạo tâm đều sập nhường mặt thiết hết sức không thích nhân gian chi hỏa mà mặt tranh Giờ phút này thì là cười một tiếng, hắn nhìn xem đống kia sớm đã lạnh đi đống lửa, nói. Hỏa, vốn là vi phạm vũ trụ bản luật, chính là không khiết đồ vật. Hắn nhìn về phía hắc ám hỏa đế cùng hắc ám một đế, nói. Nên bị diệt hỏa chủng. Hắc ám hỏa đế một thân màu đen váy dài, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lấy trong sân rất nhiều tu giả, sau đó vung tay lên, hắc ám chi sương mù, muốn ăn mòn chỗ có sinh mệnh không. Chúng ta không nguyện ý vào trong bóng tối. Mặc dù nhân học cùng luật học đều là sai, chúng ta cũng làm tiếp tục tìm kiếm, một khi bị bóng tối bao trùm, liền thật tìm không thấy đáp án cuối cùng. Trốn, hôm nay theo tới đều là hỏa chủng, đi ra ngoài, lưu lại tư tưởng, cuối cùng có một ngày, còn có thể tìm tới giấy lên nhân gian chi hỏa cơ hội. Rất nhiều người hô to, muốn chạy trốn vong. Đáng tiếc, Tại Hắc Ám Hỏa Đế trước mặt, những người này tựa như sâu kiến, căn bản không có cơ hội. Nhưng, vào thời khắc này, Hỏa chủng bất diệt, hỏa. Vẫn tại. Một đạo thanh lệ giọng nữ bỗng nhiên vang lên, bỗng nhiên có một tòa cung điện to lớn, hư ảnh bắn ra mà ra, bao phủ trong sân mọi người, thế mà liền Hắc Ám chi sương mù, đều không thể ăn mòn. Chỉ thấy tại sơn cốc một bên khác, hai thiếu nữ sóng vai tới, bên trong một cái thiếu nữ, một thân hỏa hồng váy dài, trong tay nàng còn cầm lấy một phương tượng gỗ cung điện. Cung điện bên trên có lấy bốn cái chữ nhỏ. Cách thiên huyền cung. Hôm qua thay mới loạn mã lặp lại, điểm xuất phát, quy quy đọc, quy quy trình duyệt đã điều chỉnh đồng bộ hoàn thành, nếu có tái diễn thỉnh một lần nữa thêm tái một thoáng. Mét đọc, rất nhiều độc giả, bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, cần chờ một đoạn thời gian mới có thể đồng bộ ai, gần nhất vấn đề nhỏ lão nhiều, ta cũng tâm lực lao lực quá độ. Thủy hỏa đại sơn bên trong. Ngay tại hết thảy hỏa chủng, đều sẽ bị diệt mất thời điểm, một tòa hư ảo thần cung, lại che lại mọi người, liền hắc ám đều không thể ăn mòn. Tất cả mọi người là đồng loạt quay đầu. Thấy theo miệng sơn cốc tới hai thiếu nữ, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Hỏa đế. Hỏa đế cùng một đế các nàng, trùng sinh sao? Cũng không phải là từ trong bóng tối sống lại hắc ám chi thể. Thật chính là hỏa đế cùng một đế. Ở kiếp này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghị luận ầm ĩ, rất nhiều kích động, hướng thẳng đến hỏa đế cùng một đế quỳ lại. Hai người này. Đương nhiên đó là hỏa linh nhi, một quyển thanh. Các nàng rời đi tiên thổ về sau, một đường hướng phía nơi này tới thấy hắc ám hỏa đế ra tay, tuyệt diệt mọi người, hỏa linh nhi mới ra tay. Trong tay nàng cái kia tượng gỗ cung điện, chính là tại âm phủ, huyền thiên giới lúc, Lý phàm điêu khắc đưa nàng. Qua nhiều năm như vậy, vô luận là trải qua thánh đạo kỷ nguyên, thần đạo dương gian, cùng với hỗn độn tổ giới, này một mực là nàng chỗ dựa lớn nhất. Mà hắc ám hỏa đế, hắc ám một đế các loại, thấy hỏa linh nhi, một quyển thanh xuất hiện, đều là vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Dị số. Hắc Ám Hỏa Đế chập chờn váy dài, nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, nói: "Ngươi là sinh mệnh tà niệm, không nên theo nhân quả trường hà bên trong tái hiện." Hỏa Linh Nhi nhìn chăm chú lấy Hắc Ám Hỏa Đế, bình tĩnh nói: "Ngươi đã hóa thành Hắc Ám nô." Hắc Ám một đế cũng tới trước, lạnh lùng nói: "Hắc Ám nô." Hắc Ám là vũ trụ bản luật, thuận theo Hắc Ám mới có thể có đến chân chính tự do. Một viễn thanh cùng hắc ám một đế dằn co nói. Tại vô số tuế nguyệt trước, nhân gian chi hỏa từng giấy lên, khu trục hắc ám, mang cho tuế nguyệt dùng quang minh. Hắc ám cũng không là vĩnh hằng, sinh mệnh ánh lửa tháng tuyệt không phải chốc lát khói lửa. Hắc ám một đế lạnh lùng nói. Nhiều lời vô ích, ban cho ngươi tử vong là được. Nàng liền muốn xuất thủ. Nhưng, vào thời khắc này, mặt tranh lại cười một tiếng, nói. Chậm đã. Hắn nhìn về phía hỏa linh nhi cùng một viễn thanh, nói. Bực này tuyệt thế giai nhân, nếu là giết, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Độ hóa các nàng, mới có thể ban cho các nàng chân chính nơi quy tụ. Mặt tranh đi ra phía trước, nhìn chầm chầm hỏa linh nhi trong tay cái kia bằng gỗ điêu khắc, nói. Hai vị, các ngươi bảo vật trong tay, nếu như không có đoán sai chính là một vị nào đó chí cường giả ban tặng cùng xem ra sau lưng các ngươi cũng có cường giả chân chính chỗ dựa này liền là các ngươi đến đây lực lượng sao mặt tranh cười hắn mười phần nhạy cảm phát giác được hỏa linh nhi cùng một quyển thanh ở kiếp này lai lịch rất lớn thậm chí hắn mơ hồ nghĩ đến một cái nào đó khả năng nhưng này không trọng yếu việc hắn muốn làm là độ hóa. Mặc dù Hỏa Linh Nhi cùng một Uyển Thanh, thật cùng vị kia có liên quan gì, nhưng độ hóa cũng không là một loại tổn thương, nếu như hắn thật độ tan hai người này, coi như là vị kia cũng sẽ không bởi vậy giận dữ. Các ngươi nhưng có biết, Hắc Ám mới là hết thảy sinh mệnh nơi quy tụ. Các ngươi sau khi chết, thuận theo Hắc Ám, đạt được đại tự tại. Ngoài ra năm đó chiến thiên đế, thậm chí vạn đạo trung điểm. Thậm chí là vị kia, cũng đều đã về trong bóng tối. Các ngươi là ở vào sai đường bên trong cừu non. Hắn vừa nói, một bên dùng một loại nào đó đại thuật, chiếu rọi ra một cái nào đó hình ảnh. Đó là hắc ám chi khung chỗ sâu, mỗi một khỏa hắc ám đại tinh bên trên, một mảnh người chết đế đình, một cái chỉ còn lại có một mực cánh tay hắc ám thiên đế, sừng sững hắc ám đế đình bên trên đó là chiến thiên đế đó là vũ trụ lớp bụi phủ bên trên một vùng tâm tối quốc gia sa đọa tiên linh hư thối thánh nhân bại hoại thần chỉ tàn khuyết hỗn độn cổ thú các loại trong bóng đêm hành tẩu có vạn đạo tại trên thế giới không hội tụ những hình ảnh này nhường hỏa linh nhi cùng một biển thanh đều là vẻ mặt trung mạnh đã từng chiến thiên đế đình chiến thiên đế các loại thậm chí cả vạn đạo chung điểm. Thế mà thật tất cả thuộc về tại trong bóng tối sao? Chẳng lẽ, hắc ám thật mới là hết thảy sinh linh nơi quy tụ? Liên quan tới vị kia, ta còn không dám chiếu rọi ra hắn tại hắc ám vương tọa thân ảnh, nhưng hắc ám với hắn mà nói, đồng dạng là nơi quy tụ. Mặt tranh hơi mở miệng cười. Nhưng, hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến. Thả mẹ ngươi cẩu rắm thúi lời nói này vừa ra, mặt tranh bên người loại kia cổ tâm chi thuật tạo nên không khí, thế mà phản phất trong nháy mắt bị đánh vỡ. mặt tranh đều là không khỏi khẽ trao mày, chỉ thấy tại sâu trong thung lũng đi tới một tên hòa thượng, một cái nông phu, cái kia nông phu trong tay còn bưng một chậu thảo. thấy hai người này, hỏa linh nhi, một uyển thanh đều là lập tức mừng rỡ. thanh trần công tử, lục công tử các nàng mừng rỡ vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này, nhìn thấy Thanh Trần cùng Lục Nhượng. Hai người này, khẳng định ăn thật ngon. Mặt thiết thì là liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt phát sáng. Hỏa cô nương, một cô nương, cái tên này yêu ngôn hoặc chúng, để cho ta tới đối phó hắn. Thanh Trần hết sức trực tiếp, nhìn về phía mặt tranh, quát. Lớn mật nghiệt súc, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, cũng dám ở trước mặt ta múa rìu trước cửa lỗ ban. Mặt tranh trong mắt nhíu lại, hắn tu luyện cổ tâm chi thuật nhiều năm, thế nhưng giờ khắc này, thế mà trong lúc nhất thời, có chút nhìn không thấu trước mắt hòa thượng này. Bởi vì cái gọi là tri kỷ biết, mới có thể bách chiến bách thắng, hắn cổ tâm chi thuật sở dĩ có thể đánh nhiều thắng nhiều, trọng yếu nhất, liền là hắn có khả năng rất nhanh nhìn rõ lòng người lợi dụng lòng người hoảng sợ cùng sở dục tự nhiên có thể đánh bại dễ dàng mỗi một cái kiệt ngạo linh hồn nhưng hòa thượng này sâu cạn không biết bất quá càng là loại người này độ hóa về sau đối với hắn cổ tâm chi thuật liền trợ giúp càng lớn thậm chí nói không chừng có thể cho hắn đi đến cực hạn thực hiện mặt đạo hắn lúc này cười một tiếng nhìn về phía thanh trần nói tứ đại giai không cũng nhóm không cháy nhân gian chi hỏa ngươi những cái kia thanh quy giới luật có thể ước thúc chính mình lại ước thúc không được thế nhân hắn chuẩn bị bắt đầu độ hóa thanh trần mà muốn độ hóa một người đầu tiên đến mấy trăm hắn nguyên bản quan niệm thanh trần là tên hòa thượng nha thờ phụng đơn giản là con lừa trọc cái kia một bộ thanh trần nói ừm ngươi nói đúng cho nên ta ăn thịt uống rượu không kỵ nữ sắc không kỵ sát lục có ta vô giới mặt tranh hắn lập tức có chút nghẹn lời cái này này mẹ nó tình huống như thế nào nhiều năm như vậy hắn gặp phải trí giả nhiều lắm nhưng càng có trí tuệ người thường thường càng có chính mình độc lập suy nghĩ bình thường đều là muốn đối kháng một phen kết quả hòa thượng này đi lên liền thuận theo lời của mình là cái ăn mặn hòa thượng hắn cân nhắc tiếp tục nói. Cái gọi là siêu thoát cùng trốn vào, cái gọi là bỉ ngạn cùng tịnh thổ, bất quá là hư vô mờ mịt ký thác, hiện thực đều là khổ hải, người như thế nào đổ đến tận thiên hạ này thương sinh? Thanh Trần nói. Nói đúng, không có bỉ ngạn, không có tịnh thổ, thiên hạ thương sinh đổ bất tận, cho nên, phải dùng huyết tẩy ra một chốn cực lạc, dùng thuê cái rèn đúc ra một phương bỉ ngạn, đổ bất tận, giết sạch là được mặt tranh hắn đơn giản hoài nghi hòa thượng này đến tột cùng cái gì quỷ a này là hòa thượng ma quỷ đều không như thế tàn bạo quan niệm a nói thẳng đi hắc ám mới là hết thảy sinh mệnh nơi quy tụ mặt tranh nhịn không được đi thẳng vào vấn đề thanh trần gật đầu vì ngừng ở đây sinh mệnh xuất hiện đơn giản liền là đối vũ trụ khinh nhờn nghe lời này mặt tranh thế mà chấn động trong lòng hắn nhìn về phía thanh trần có chút ngoài ý muốn bởi vì câu nói này từng nguồn gốc từ mỗi một vị hắc ám chi khung bên trong vô thượng tồn tại sinh mệnh là đúng vũ trụ kinh nhờn a à, chẳng lẽ chính mình sai lầm hòa thượng này vốn chính là hắc ám chi khung người đối với vũ trụ tới nói sinh mệnh không đáng giá nhắc tới tuân lực trời ở giữa bản luật đơn giản không thể tha thứ muốn thuận theo vũ trụ nhất định phải dấn thân vào hắc ám thanh trần tiếp tục mở miệng ngươi nói đúng a à. mặt tranh nhịn không được gật gật đầu nói cho nên nhường hắc ám che kín nhân gian nhường sinh mệnh đều chết đi nhưng thanh trần lại lắc đầu nói không đúng ngươi sai mặt tranh nghi ngờ nói ta sai rồi thanh trần gật gật đầu nói. Ngươi thật sự sai, bởi vì, ngươi chính là cái rắm. Mặt tranh cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Thanh Trần nói. Đối với vũ trụ tới nói, sinh mệnh chẳng đáng là gì, ngươi mặc dù là đại đế, tại vũ trụ bản luật trước đó, cũng chỉ như cái rắm không đáng giá nhắc tới, có đúng hay không? Từ loại này trên ý nghĩa tới nói, ngươi chính là cái rắm, là cái sâu kiến là cái không đáng giá nhắc tới đồ vật mặt tranh trên mặt sạch đỏ lặp đi lặp lại thế nhưng thanh trần lời nói lại làm cho hắn căn bản không thể phản bác không thể làm gì khác hơn nói lý mặc dù không sai nhưng này tỉ như thối không ngửi được thanh trần nói tiếp cái kia là được rồi ngươi một cái rắm một con kiến hôi thế mà mưu toan thay thế vũ trụ làm việc ngươi có biết ngươi tồn tại đồng dạng đã là đối vũ trụ khinh nhờn hắc ám sinh mệnh cũng là sinh mệnh cấm kỵ thế giới sinh mệnh là sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời chim các ngươi thì là sinh hoạt tại trong âm u con mũi nhưng ngươi này trong âm u con mũi còn dám vọng tôn tự đại đại biểu vũ trụ làm việc chẳng phải là kỳ quặc quái gở thanh trần vỗ mặt tranh bả vai nói đại huynh đệ sinh mệnh là đúng vũ trụ khinh nhờn ngươi tồn tại đơn giản liền là một loại sỉ nhục a à. mà lại sỉ nhục không chỉ là ngươi còn có ngươi mẹ cha ngươi chính mình sống sót còn chưa tính làm sao đem ngươi thứ như vậy cho sinh ra tới rồi chuyện của ngươi lấy liền là nguyên tội ngươi quả thực đáng chết a à. cả nhà ngươi đều đáng chết a à. tự sát đi dùng tử vong còn vũ trụ một cái trong sạch dũng cảm điểm thanh trần thanh âm đơn giản như hoàng trung đại lữ, biết tai phát hội. Mà mặt tranh, thế mà cả người đều là bối rối, trong lòng của hắn, cảm giác mâu thuẫn bùng nổ, chính mình tuân thủ nghiêm ngặt không dời vũ trụ bản luật tại rung động. Ta thật sai đến sao? Dùng tử vong, còn vũ trụ một cái trong sạch. Hắn vô ý thức đưa tay, giờ khắc này cảm giác mất hết can đảm, chỉ muốn cái chết chi. Hắn muốn tự sát. Nhưng, vào thời khắc này hắn bỗng nhiên cảm giác bị đồ vật gì tần tần kéo một phát chỉ thấy mặt thiết nhảy lên liền cho hắn hai cái bạc tai mạnh mắng tiên sư nó ngươi điên rồi sao mong muốn tự sát cho tới bây giờ chỉ có ngươi lừa dối người khác hôm nay thế mà để cho người ta cho lừa dối rồi mặt tranh nghe vậy gật gật đầu nói mặt thiết sư huynh ngươi nói đúng mặt thiết lúc này mới buông lỏng gật gật đầu, nói. Ngươi hơi kém trúng kế của hắn. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, mặt tranh bỗng nhiên hung hăng một chưởng, quanh sát tại lồng ngực của hắn. Lập tức, mặt thiết cả người đều là bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, nổi giận mắng. Ngươi mẹ nó điên rồi. Mặt tranh gằn giọng nói, ngươi nói đúng, ta điên rồi. Ta muốn theo ngươi dết lên, còn vũ trụ một cái trong sạch. Mặt thiết nghe vậy, trực tiếp mắt đều là thẳng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Thanh Trần, nói. Ngươi, ngươi mẹ nó đến cùng cho sư huynh của ta, rơi xuống thuốc gì rồi? Liền lục nhượng, giờ phút này đều là không khỏi ánh mắt phức tạp, nói. Hòa thượng đại lừa dối công lực. Nguyên lai càng mạnh. Thế mà, độ tan một cái đại đế. Thủy hỏa đại sơn. Mặt thiết hảo tâm cứu giúp, kết quả lại bị mặt tranh phản thương nhưng tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi mặt tranh người tỉnh a à, người mới là lừa dối người mới là tu luyện cổ tâm chi thuật người sao có thể cứ để người cho mê hoặc rồi mặt thiết hô to mong muốn đem mặt tranh thức tỉnh thế nhưng mặt tranh lại là gằn giọng nói im miệng người cái này không khiếp sinh mệnh người xuất hiện là đúng vũ trụ khinh nhờn hắc ám sinh mệnh đáng chém nói xong hắn lần nữa hướng phía mặt thiết xung phong mà đi điên rồi điên rồi đặc biệt triệt để điên rồi mặt thiết hô to lấy nói hỏa đế một đế mau mau cứu ta hắn hiện tại đã bị mặt tranh đánh lén trọng thương chính diện đã không phải là đối thủ của mặt tranh hắc ám hỏa đế cùng một đế thấy thế cũng là vội vàng tiến lên ngăn cản mà một bên khác hỏa linh nhi một quyển thanh đều là khiếp sợ đến cực điểm. Này, đến tột cùng làm sao làm được? Đây chính là một vị hắc ám đại đế A. Các nàng đơn giản cảm thấy. Không thể nào hiểu được. Một cái liền ngũ hành cảnh giới đều vẫn chưa đi xong tu giả, nắm một cái đại đế cho lừa dối, thành vì khôi lỗi của mình cùng tín đồ. Này nói ra, ai biết tin? Lục nhượng thì là nói, như thế xem ra, này hắc ám chi khung cũng không có gì đặc biệt a à, nắm hòa thượng ném qua đi qua mấy năm bên kia chẳng phải toàn bộ thành hắn tính đồ rồi mà thanh trần lại là lắc đầu mỉm cười nói lục nhượng sư huynh ngươi sai ta sở dĩ có thể độ hóa hắn là bởi vì bản thân hắn mong muốn độ hóa ta khi hắn mong muốn độ hóa ta thời điểm kỳ thật cũng cho ta cung cấp độ hóa hắn thời cơ vừa lúc sư phụ truyền thụ cho thiền pháp, vừa vặn có khả năng hướng dẫn theo đà phát triển, khiến cho hắn lâm vào bản thân nhận biết trong cạm bẫy. Mới vừa ngắn phút chốc, theo người khác, Thanh Trần cùng mặt tranh chẳng qua là tại đối đáp vài câu mà thôi, thế nhưng trên thực tế, hai người lại đều đem chính mình thân tu luyện công pháp, vận chuyển tới cực hạn. Mặt tranh cổ tâm chi thuật, toàn diện tiến công, nhưng Phạm Thanh Trần nội tâm có một tia tì vết, hắn đều gánh không được mặt tranh độ hóa. Có thể nói, theo cảnh giới đi lên nói, mới vừa thanh trần vốn là ở vào tuyệt đối hạ phong, đối phương tu luyện cổ tâm chi thuật, đã đại thành. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thanh trần thế mà giọt nước không lọt, thật một chút kẻ hở đều không có lưu cho hắn. Khi hắn tiến công mất đi hiệu lực về sau, thanh trần thiền pháp liền đồng thời phát tác, bế khẩu thiền, biện luận thiền các loại, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, ngược lại chủ đạo mặt tranh cổ tâm chi thuật cho nên, cùng hắn nói là thanh trần độ tan hắn, không bằng nói là chính hắn độ tan chính mình. Ngược lại, liền là bị dao động thập khiển. Lục nhượng mở miệng, nói. Có thế, làm sao bây giờ, ba vị tiểu thánh, đều để đám người kia cho khiến cho đạo tâm sụp đổ, nhân gian chi hỏa vô pháp giấy lên, chúng ta liền lấy không được kết giới kia bên trong khởi nguyên chi đăng A. Thanh trần lạnh nhạt, nói. Nhân gian chi hỏa tai, dĩ nhiên. Là có thể đốt. Nói xong, hắn đi ra phía trước, giờ khắc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên có vô số hào quang tản ra, hắn tựa như là cửu thiên chi thượng Phật chủ, tựa như là siêu việt hết thảy thánh tăng. Nhân học thờ phụng quân tử, quân tử xa mà tư dục gần, cố cuối cùng sinh ra dối trá, đạo đức lễ giáo biến thành ăn người đồ vật. Luật học thờ phụng lương tạo, mưa toan mượn luật pháp tay mà cầu thịnh thế quá là bị người nắm cán, khiến cho thượng vị giả thịt cá bất tính. Nhưng vì sao, muốn đi thờ phụng thánh nhân quân tử, muốn đi thờ phụng lương tạo quốc sư? Thanh Trần Tại mở miệng, hắn mỗi một chữ, đều giống như có một loại kỳ lạ ma lực, ở bên cạnh hắn, vạn đạo quan mang bên trong, diễn hóa xuất vô tận hình ảnh, đó là thương sinh giải dụa, đó là lịch sử chu kỳ luân hồi, không người có thể trốn, hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ thờ phụng quân tử thánh nhân cũng tốt, thờ phụng quốc sư lương tạo cũng được, cầu chư vô thánh minh quân vương, ký thác tại thần tiên hoàng đế, đều chẳng qua là nắm vận mệnh của mình, trưởng khống tại tay người khác. Quân tử ít có, lương tạo khó gặp, cần biết thế gian này vô tận khổ hải, chỉ có chính mình đi độ. Giờ khắc này, trong sơn cốc, vô số tùy tùng hàng thánh pháp, chúc mạnh đợi đến tới tín đồ, đều là tại lắng nghe, tại cảm ngộ, Thanh Trần lời nói, đinh tai nhức óc. Đúng thế. Không có chúa cứu thế, cũng không có thần tiên hoàng đế, chỉ có chính mình cứu mình. Đứng lên, chỉ có mỗi người đều đứng lên, không đi dựa vào anh hùng, không đi dựa vào thánh hiền. Người người đứng lên, mới có thể đánh vỡ vận mệnh luân hồi, mới có thể chống lại chu kỳ tuần hoàng. Chúng ta chờ mong tìm kiếm quân tử, tìm kiếm lương pháp. Đều là một loại lười biếng, Hy vọng có khác người, cái khác lực lượng tới giúp chúng ta chính mình thực hiện mà phát sinh. Nhưng, này đã sai. Cuối cùng, chúng ta sẽ chỉ thành vì người khác tư tưởng nô lệ. Giờ khắc này, tại vô số tu giả chung quanh, ánh sao lấp lánh, ánh lửa hội tụ, bọn hắn tại khai ngộ, có nhân gian chi hỏa hỏa tinh, dần dần tại hội tụ. Không đúng. Trước ngăn cản hắn hắn muốn đi ra chân chính cấm kỵ thần hỏa cảnh giới. Một bên khác, mặt thiết cùng hắc ám hỏa đế, một đế ba người, ban đầu mong muốn trước cầm xuống mặt tranh, thế nhưng hiện tại, thấy trong sân tình huống, hắn cảm giác được mỗi loại dự cảm xấu. Đây là Nhân gian chi hỏa muốn giấy lên dấu hiệu Các ngươi ngăn lại mặt tranh, ta đi giết hắn Mặt thiết hết lớn, hắn thoát thân mà ra, hướng phía thanh trần mà đi hắn diễn hóa suốt một đầu cự thú viễn cổ hư ảnh hình thể to lớn giống là có thể thôn thiên hai cái to lớn lỗ tai lắc lư ở giữa gió lớn nổi lên ẩn náu to lớn mũi hô hấp ở giữa sông núi lay động mặt thiết bản thể lại có thể là một đầu đại hắc heo thịt của ngươi bắt đầu ăn mới dễ chịu mặt thiết nhìn xem thanh trần trong mắt tràn đầy chảy nước miếng há to miệng rộng liền muốn hướng phía thanh trần nuốt đi Mết, con lợn béo đáng chết ăn cái gì người tới ăn cỏ a à? lục nhượng lao đến trong tay hắn cái kia bồn thảo giờ phút này toát ra vô tận màu xanh lá hư ảnh thông thiên triệt địa kéo dài vô tận trực tiếp ngăn cản đầu kia đại hắc heo a à, cỏ này cũng không tệ mặt thiết heo trong ánh mắt sáng lên sau đó một ngụm đem lục nhượng cái kia thảo trực tiếp cho nuốt xuống thấy cảnh này lục nhượng lập tức trợn tròn mắt xong đặc biệt làm sao thật mang cho ta ăn ngươi trả cho ta thảo lục nhượng gấp mà một bên khác thanh trần sừng sững tại rất nhiều tu giả ở giữa hắn tựa như tại giảng đạo thánh tăng giờ phút này vô số tín ngưỡng chi hỏa theo rất nhiều tu giả trong lòng sinh ra sau đó hội tụ tại chung quanh hắn không cần tín ngưỡng thần tiên không cần tìm kiếm cứu thế chủ không cần chờ đợi anh hùng. Thanh Trần chắp tay trước ngực, giờ khắc này, trên mặt của hắn có loại đại từ đại bi chi sắc, thay đổi thường ngày tùy tính, mỗi chữ mỗi câu, như hoàng trung đại lữ quát. Các ngươi chỗ đứng chỗ, chính là tịnh thổ, các ngươi ánh mắt chiếu tới, chính là bỉ ngạn, khổ hải vô biên, chỉ người từ độ. Đứng lên! Hắn này tiếng hét lớn, tựa như là rung khắp hoàng vũ, xuyên qua thời không, trong lúc nhất thời, những cái kia quỳ ngồi lắng nghe hắn giảng đạo tu giả, đều là đột nhiên đứng lên, giờ khắc này, mỗi một cái trong mắt người bình thường, lại đều bộc phát ra chói lọi ánh sáng. Cái kia ánh sáng, tựa như là trong bầu trời đêm chiếu sáng hắc ám khắp trời đầy sao, tựa như là Liệu Nguyên tinh hỏa tại hội tụ, cuối cùng, khuấy động ra một đạo thuần túy sáng chói hỏa diễm. Oanh. Giờ khắc này, tại kết giới kia trước đó, đã từng dập tắt vô số tuế nguyệt củi đốt đều đã băng lãnh đóng lửa, bỗng nhiên mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Vô tận nhân gian chi hỏa, vô hình vô chất, lại siêu việt hết thảy, giờ phút này quanh quẩn tại thanh trần chung quanh, phản phất muốn đưa hắn thối luyện, thăng hoa. Nhân gian chi hỏa. Đốt lên. Thanh trần, nhóm lửa. Đồng thời, cũng chính là giờ phút này. Thiên hạ ầm ầm, vô hình thánh hỏa, theo thủy hỏa đại sơn bên trên bột phát ra, tự như là núi lửa đang phun trào, tự như là ngọn lửa tại chiếu rọi, nhưng thiên hạ sinh linh, đều có cảm giác. Trong nháy mắt, thiên hạ đại địa, cấm kỵ cửu châu phía trên, bỗng nhiên có vô số điện thờ, từ đường, thần miếu sụp đổ. Nhân gian chi hỏa giấy lên. Đây là có chuyện gì? Nhân gian chi hỏa lên, hết thảy ngụy thần đô đem tránh lui, người trong thiên hạ tín ngưỡng chi hỏa, đang theo lấy thần hỏa châu phương hướng hội tụ. Nhân gian chi hỏa bị nhen lửa, cấm kỵ cảnh giới cảnh giới tiếp theo, cũng có thể bị bổ đủ sao. Giờ khắc này, thiên hạ quanh động. Cửu châu thậm chí tiên thổ, tất cả mọi người, đều tại chú mục, tầm mắt tề tụ thần hỏa châu. Một chỗ không biết chỗ nào trong bóng tối. Không đúng. Mặt giả biến sắc, nói. Nhân gian chi hỏa. Giấy lên dừng người cũng là nhướng mày, nói. Nhân gian chi hỏa. Này hỏa một đốt, cấm kỵ chi lộ thần hỏa, đúc khí hai cái cảnh giới, liền có thể đi thông. Hắn trầm tư một cái chớp mắt, bỗng nhiên đưa tay, hướng phía cấm kỵ thế giới nhân gian chi hỏa phương hướng, một chỉ điểm ra, nói. Nhân gian chi hỏa. Làm tắt. Nhân gian chi hỏa giấy lên dị tượng trực tiếp kinh động đến toàn bộ cấm kỵ cửu châu vô luận thân ở chỗ nào sinh linh đều có thể đủ xem ở tại thần hỏa châu thủy hỏa đại sơn vùng trời một đạo vô hình to lớn thánh hỏa đang thiêu đốt mà tại cái kia thánh hỏa bên trong còn có huy hoàng lớn âm chấn động thiên hạ không cần tín ngưỡng thần tiên không cần tìm kiếm cứu thế chủ không cần chờ đợi anh hùng các ngươi chỗ đứng chỗ chính là tịnh thổ các ngươi ánh mắt chiếu tới, chính là bỉ ngạn, khổ hải vô biên, chỉ người từ độ. Đinh tai nhức ốc, loại thanh âm này thẳng đến lòng người, nhưng thiên hạ sinh linh, đều tại ngộ, đều tại thuế biến. Cửu châu phía trên, ngàn tỷ sinh linh, càng ngày càng nhiều tinh tinh chi hỏa, hướng phía thần hỏa châu hội tụ mà đi, nhân gian chi hỏa, trong nháy mắt này, trở nên vô cùng tràn đầy, cơ hồ muốn đốt phá thương khung. Mà hắc ám chi địa nhân gian chi hỏa. Không thể đốt. Dừng người lạnh nhạt một chỉ điểm ra. Một chỉ này sinh ra, toàn bộ hắc ám không gian bên trong, bao quát mặt giả ở bên trong rất nhiều tu giả, đều là cảm nhận được trong nháy mắt ngưng trệ, thu vào dừng người chi đạo ảnh hưởng, bọn hắn đều không thể động. Đồng thời, một chỉ này, trong nháy mắt xâm nhập mênh mông cấm kỵ thế giới. Cửu châu phía trên, vô tận tín ngưỡng tinh hỏa, đang tựa như vạn đạo suối chảy vào biển, hướng phía thần hỏa châu hội tụ. Nhưng, đột nhiên, trên trời đất, một đầu hư ảo ngón cái đang nằm cửu châu phía trên mà qua, chỗ đến, hết thảy đều là ngưng trệ. Liền những cái kia nhảy lên không rảnh tính ngưỡng chi hỏa, đều giống như động lại, vô pháp động đậy. Dừng người, không động chi đạo, không chỉ là thực thể, coi như là hư ảo tinh thần ý niệm, khó mà suy nghĩ tính ngưỡng chi hỏa đều sẽ vì thế dừng lại, cái này là vô thượng đáng sợ. Nhất chỉ trong nháy mắt đến thần Hỏa Châu vùng trời. Giờ phút này, thần Hỏa Châu, thủy hỏa đại sơn. Thanh Trần Thánh Hỏa đã thành, hắn đạo cảnh đã phóng thích mà ra, liên tục không ngừng thánh hỏa, cháy hừng hực, tại hắn đạo cảnh hư vô chi địa bên trong, dần dần có một tòa kiến trúc bị thánh hỏa luyện ra. Cái kia thoạt nhìn như là một tòa thật to chùa miếu. Này liền là ngũ hành cảnh giới cuối cùng đúc ký trên thực tế thần hỏa lại bị trở thành thánh hỏa mà đúc ký cũng bị trở thành mệnh cung dùng nhân gian chi hỏa đúc thành mệnh cung mệnh cung liền đại biểu cho sinh mệnh ý nghĩa chỗ trong đó hội tụ tín ngưỡng là kích phát một phương văn minh sinh sôi không ngừng căn bản mệnh cung một thành thanh trần liền ngũ hành cảnh giới viên mãn có thể xưng cấm kỵ đại năng giết hắn tuyệt không thể khiến cho hắn đi đến một bước này hắc ám hỏa đế hắc ám một đế đều là hô to mong muốn giết thanh trần thế nhưng mặt tranh lại dốc hết toàn lực ngăn cản các nàng quả thực là không màng sống chết đồng thời hỏa linh nhi một viễn thanh cũng là dốc hết toàn lực ra tay các nàng dựa vào theo lý phàm nơi đó lấy được chí bảo ở chung quanh hòa giải cũng làm ra tác dụng không nhỏ một bên khác Mặt Thiết cũng là điên cuồng, nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng hắn lại phát hiện mình dạ dày kịch đau. Hắn nuốt vào lục nhượng cái kia cây cỏ, giờ phút này lại cảm giác tự thân máu thịt đang bị đồ vật gì thôn phệ. Này cái gì quỷ? Hắn nội thị lại phát hiện tại hắn đại đế chi trong dạ dày lại có một cây cỏ xanh cắm rễ, cái kia cỏ xanh rễ cây đang điên cuồng hấp thu huyết nhục của hắn, phiến lá tại cắt chém nội tạng của hắn bụi cỏ này đang ăn ta. Mặt thiết chấn kinh, bản thể của hắn chính là thông thiên thao thiết thần trư, luôn luôn có thế thôn vệ thế gian vạn vật. vô luận là thần kim, tinh thần, bản nguyên đều sẽ bị hắn luyện hóa, trở thành tự thân bổ sung, không chỗ không ăn. nhưng hôm nay hắn nuốt vào một cây cỏ, lại bị cái kia thảo phản ăn. này cái gì quỷ a? mà lại này loại bị một chút thôn vệ đau nhức khiến cho hắn thân là đại đế, đều không chịu nổi, lăn lộn trên mặt đất, kêu rên. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy, chính mình sinh mệnh, thật sẽ bị bụi cỏ này cho lấy hết. Nhưng, vào thời khắc này, mênh mông màu đen ngón cái, cuối cùng đến. Chỉ một thoáng, toàn bộ thủy hỏa đại sơn bên trên, hết thảy bỗng nhiên đều lâm vào ngưng trệ. Còn tại khắp nơi trên đất lăn lộn mặt thiết, bỗng nhiên ôm bụng không nhúc nhích, khóe miệng thống khổ biểu lộ giống như tượng đá hắc ám hỏa đế một đế cùng với mặt tranh không nhúc nhích tí nào giữa sân cái kia rất nhiều đã đứng lên tu giả trong lòng sinh ra hỏa diễm đều là ngừng lại sừng sững tại nhân gian chi hỏa trung ương thanh trần đạo cảnh bỗng nhiên động một cái cũng không thể động cái kia hừng hực liệt hỏa liền quen biết biến thành đóng băng một chỉ này muốn gạt bỏ thanh trần ngay tại thủy hỏa đại sơn bên trên, nhân gian chi hỏa đã dấy lên thời điểm. Sơn thôn nhỏ Sáng sớm, Lý Phàm còn buồn ngủ tỉnh lại, có lẽ là hôm qua có chút hao tổn hao tổn tâm thần duyên cớ, hắn hôm nay thức dậy có phần muộn. Đi ra viện nhỏ, cung nhã thân mật hầu hạ Lý Phàm rửa mặt. Long Tử Hiên, Độc Cô Ngọc Thanh, Ngô Đại Đức, Tô Bạch Thiển, bốn chữ trở về, nhưng Lý Phàm muốn ăn rất tốt, cung nhã nấu cháo, cũng ăn hơn một chút. Sư phụ, vì vị nhân gian chi hỏa. Ăn điểm tâm xong, độc cô Ngọc Thanh bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Lý Phàm đặt câu hỏi. Đêm qua, bọn hắn mặc dù trong mộng, nhưng lại vẫn như cũ đã tới tiên chủng cảnh giới. Long tử hiên gieo võ đạo thiên tâm liên, độc cô Ngọc Thanh gieo xuống không tắt lửa cây, ngô đại đức cũng gieo xuống dung kim tổ thụ. Hiện tại, bọn hắn sắp tiến vào cảnh giới tiếp theo, thần hỏa. Mà thần hỏa, cần đi cấm kỵ chi lộ người, nhóm lửa nhân gian hỏa. Nhân gian hỏa, chính là có thế chỉ dẫn người trong thiên hạ tiến lên tín ngưỡng chi hỏa. Nếu như nói, tức nhưỡng, tích thủy, sinh mục, chỉ cần làm từng bước, lấy được tương ứng tức nhưỡng, đào mốc đại dương mênh mông chi thủy, gieo xuống tiên chủng, là có thể đi xuống, như vậy theo thần hỏa cảnh giới bắt đầu, liền cần ngộ. Có thể làm cảm ngộ đến nhân gian chi hỏa chân ý, rất trọng yếu. Chỉ có đốt lên nhân gian chi hỏa, theo có thể lợi dụng nhân gian chi hỏa, rèn đúc xuất sinh sinh mệnh mệnh cung. Cho nên, bọn hắn đều nhìn về Lý Phàm Lý Phàm nghe vậy, cũng không cấm có chút dừng lại, nhân gian chi hỏa. Này độc cô Ngọc Thanh, chừng nào thì bắt đầu học triết học A. À. Bất quá, đối với cái từ ngữ này, hắn cũng là không xa lạ gì nhân gian chi hỏa kỳ thật còn có khác một cái xưng hô tín ngưỡng chi hỏa nhân gian chi hỏa chính là tín ngưỡng chi hỏa đương thời chỗ tinh chính là đương thời chi hỏa ví như có người từng thờ phụng lễ giáo lễ giáo liền là nhân gian hỏa nhưng lễ băng nhạc phôi nhân gian chi hỏa liền cũng đã tắt thiên hạ đại loạn tự nhiên đúng hẹn mà tới lý phàm đơn giản giải thích độc cô Ngọc Thanh đám người như có điều suy nghĩ, nói. Sư phụ, cái kia dạng gì tín ngưỡng, mới có thể vĩnh hằng. Lý Phàm mỉm cười, nói. Trên đời này vậy thì có cái gì vĩnh hằng? Duy nhất không biến, chính là thế giới này mãi mãi cũng đang biến hóa. Hết thảy nói, cũng chỉ là một cái nào đó giai đoạn, lòng người chiết xạ mà thôi, như nắm những cái kia đạo cho rằng là vĩnh hằng, không khác sẽ khắc thuyền tìm gương, gắn liền với thời gian đời chỗ vứt bỏ. Hướng ra phía ngoài cầu đạo, không bằng vấn tâm, cùng hắn tinh thần, không bằng tin mình. Lý Phàm nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, độc cô Ngọc Thanh đám người, đều trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh. Hướng ra phía ngoài cầu đạo, không bằng vấn tâm, cùng hắn tinh thần, không bằng tin mình. Không cần truy tìm ngoại vật, ta tâm chính là ta tin. Ta tin nhất kiếm dẹp yên thế gian sự tình, này, chính là ta nhân đạo chi hỏa. Độc cô Ngọc Thanh nói nhỏ. Trong lòng của hắn, thần hỏa bất ngờ đốt. Võ đạo chỗ đến, chính là hết thảy pháp không, vững tin tự thân, liền có thể đạt được chính mình hỏa. Long Tử Hiên cũng tại cảm ngộ. Chăm sóc người bị thương. Dựa có thể giết người, cũng có thể cứu người, giết thế gian làm giết người, cứu thế ở giữa làm cứu người, chính là ta hỏa tô bạch thiển nhắm mắt lại mà ngô đại đức lại là gãi gãi đầu hắn có chút mộng a à, tín ngưỡng chi hỏa đến cùng ăn hay chưa văn hóa thua thiệt này chút từ ngữ nghe đánh sọ đầu trong lúc nhất thời bọn hắn đều hiểu rõ con đường của mình mà lý phàm thì là theo trong thư phòng nắm cái kia đệ tứ ngọn đèn đem ra đệ tứ ngọn đèn cùng trước ba ngọn đèn cũng không giống nhau phía trên minh văn tự hồ thuộc tại thánh đạo lịch treo tường lý phàm tường tận xem xét một lát hắn liền nhường cung nhã cầm bút mực tới sau đó bắt đầu họa tấm thứ hai lịch treo tường khiêu đại thần lưu lại năm tấm lịch treo tường tiên thánh thần hỗn độn đều đã bị xé đi hiện tại tiên đạo lịch treo tường đã bị vẽ ra hắn muốn nhìn mặt khắc lịch treo tường lại có cái gì đệ tứ ngọn đèn manh mối liền đã đủ rồi hắn một bút hạ xuống cũng chính là giờ phút này oanh tại thủy hỏa đại sơn bên trên cái kia nhường hết thảy đều đình trệ hắc ám ngón cái bỗng nhiên đình trệ một đạo màn trời theo cuồn cuộn trên bầu trời rủ xuống bao phủ nơi này hắc ám chi địa hắn quả nhiên xuất thủ lần nữa dừng người trong mắt thế mà mơ hồ nhưng xuất hiện một loại vẻ chờ mong thủy hỏa đại sơn dừng người nhất chỉ nhưng hết thảy đều lâm vào ngưng trệ mặc dù ở vào nhân đạo chi hỏa bên trong thanh trần cũng cơ hồ chỉ có một con đường chết nhưng vào thời khắc này lại có màn trời hạ xuống cản trở hết thảy liền cái kia ngón tay màu đen đều không thể lại tiến thêm đồng thời cái kia bàn tay lớn màu đen chỉ mang tới không động lĩnh vực cũng trong nháy mắt sụp đổ thủy hỏa đại sơn bên trên toàn bộ sinh linh đều là chưa từng động trong trạng thái thoát ly mà ra. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta mới vừa phản phất tiếng nhập một loại nào đó ngưng trệ trạng thái. Màu đen ngón cái, cái kia. Nghĩ là từ trong bóng tối tới vô thượng thủ bút, bị người ngăn trở sao? Phản ứng lại mọi người đều là quá sợ hãi. Mà mặt thiết cũng là trong nháy mắt khôi phục đau nhức, hắn một bên ôm bụng một vừa nhìn cái kia bàn tay lớn màu đen chỉ nói dừng người đại nhân cứu mạng cứu mạng a hắc ám hỏa đế hắc ám một đế cũng là chấn kinh đây chính là dừng người tại vô thượng bên trong đều xem như người mạnh nhất một trong kết quả bây giờ thế mà bị ngăn trở rồi người nào tại ra tay chẳng lẽ là vị kia một đạo khác thân hai người bọn họ thì thào lý tiền bối hỏa linh nhi lại là vô cùng kích động chỉ có lý tiền bối mới có bực này nghịch thiên thủ bút một quyển thanh cũng là xác định thanh trần dương mắt nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo màn lớn trong mắt trong nháy mắt tuôn ra nhiệt ý sư phụ sư phụ tại xem chúng ta sao hắn nói nhỏ sư phụ lão nhân gia ông ta ở đây hắc ám tới a có bản lĩnh lại đến a. Lục Nhượng cũng là kích động kêu to lên. Mà ngay sau đó, trên bầu trời màn lớn cũng không như vậy dừng lại. Tựa như là có vô thượng tồn tại vung lên bút vẽ. Đạo thứ hai thác trời rủ xuống. Tựa như là mang theo tuế nguyệt hư ảnh, tựa như là nghịch chuyển thời không dòng sông, tại thời khắc này, giữa thiên địa, thế mà giống như là cùng một phương khác thời không dây xích nhận. Thứ ba bút Đệ tứ bút Mỗi một bút lạc dưới, đều cuồn cuộn kinh thiên, vô biên vô hạn. Dừng người hắc ám ngón cái, trực tiếp tan thành mây khói, tại đây kinh thiên thủ bút trước, dù cho là vô thượng cũng lộ ra không đáng giá nhắc tới. Một phương mênh mông thời không, chậm rãi hiển hiện. Đó là Thánh đạo thời không Cửu châu xúc động, thiên hạ chú mục, theo mất đi tuế nguyệt bên trong lại xuất hiện thánh đạo lớp bụi phủ giống như đã từng tiên thổ đang nằm giữa thiên địa tại cái kia thánh đạo thời không bên trong có vô thượng hình ảnh lóe lên có tiên dân đánh lửa là sinh linh xua tan hắc ám cùng âm lãnh có thánh hiền nếm lược bách thảo vì thiên hạ liệu càng thống khổ cùng tật bệnh có anh hùng bách chuyển thiên hồi vì thế nhân khơi thông tràn lan trường hà đó là từng đạo nhân gian chi thánh thân ảnh đó là thuộc tại thánh đạo thời không nhân gian thánh hỏa lẫn nhau tương truyền cháy hừng hực sinh sôi không ngừng rèn đúc thuộc về cái kia phương thời không rực rỡ nhưng cuối cùng hết thảy hình ảnh đều bị bụi trần che giấu hết thảy ánh sáng đều bị hắc ám thôn phệ lớp bụi phủ tịch diệt khói đen phun trào tại cái kia thánh thổ chỗ sâu đầu nguồn ở giữa chính là một phương tuế nguyệt cầu thang mà tại tuế nguyệt trên cầu thang ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh đó là một cái hắc ám chí cường giả hoàn toàn thấy không rõ mặt mũi của hắn, bởi vì, mặt mũi của hắn tựa như là trí mạng hắc động, hắn phản phất vốn là tối đen như mực. Ở bên cạnh hắn tuế nguyệt trên cầu thang, còn nổi lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia đang nhảy nhót, giống như có vô số kêu rên ở trong đó tiếng vọng. Đó là Hắc ám thánh hỏa Hắc ám đến, thiên hạ tối tâm. Trên bậc thang ngồi hắc ám chí cường giả mở miệng, hắn một bước đứng dậy, nói. Ngày năm đó sông mất đi tuế nguyệt, lấy thánh đạo chi hỏa mà đi, bây giờ, này phương tuế nguyệt đã bị thầy của ta trấn áp, vô thánh đạo chi hỏa thích hợp, không thánh đạo chi nguyên có thể dùng, ngài, không nên lại nghịch thiên hành sự. Này đoàn không thể nhìn thẳng đen kịch tại mở miệng, hướng phía cái kia trên bầu trời, một bút lại một bút màn trời. Nhưng, ngày đó màn chủ nhân, nhưng cũng không có đáp lại, chẳng qua là giữa thiên địa lại nhiều một bút ngài đã mất tiên đạo bản nguyên tối người lớn mật hôm nay không thiếu được muốn đón ngài một chiêu tối đen như mực tồn tại thế mà một bước theo cái kia hắc ám thánh thổ bên trong đi ra hắn xuất hiện nháy mắt bỗng nhiên toàn bộ thiên hạ đều lâm vào đến trong bóng tối mặt trời chi quan bị che đậy thần nguyệt chi hóa tiêu liễm tinh thần ảm đạm ánh lửa tan biến toàn bộ thế giới lâm vào đại hắc ám bên trong. Này chính là tối người nói. Tối Tâm. Tối Tâm chi đạo, chỗ đến vạn thế tối tâm. Giờ khắc này, thiên hạ sinh linh đều lâm vào đại kinh khủng bên trong. Không, ta cảm giác mình phản phất một người, đưa thân vào hắc ám hoang dã. Sư huynh, sư phụ, các ngươi đi nơi nào? Sư nương, không nên rời bỏ ta. Hoảng sợ Cô đơn. Mặc dù một thân tu vi lại như thế nào, đối mặt vạn cổ hắc ám, đủ để cho người nghẹt thở. Thương sinh đều đang sợ hãi hô to. Tuyệt đối hắc ám buông xuống về sau, mỗi người đều giống như độc thân tiến nhập đêm tối, loại kia nghẹt thở cảm giác, cảm giác bất lực, cơ hồ muốn phá hủy mỗi người đạo tâm. Tối người đã xuất hiện tại tấm kỵ thế giới vùng trời, hắn chắp tay trước ngực, là hết thảy đen kịp đầu nguồn thấp giọng nói. Xin ngài thu tay lại. Hắn tản ra hắc ám, tựa như là dương nanh múa phút quần ma, muốn hướng phía trên bầu trời cái kia rải rác mấy bút thắt trời mà đi. Hắc ám chạm đến cái kia đầu bút lông. Oanh! Lại như giọt sương gặp mặt trời, trong nháy mắt bị bốc hơi, cái kia một đoàn hắc ám, bỗng nhiên một trận lay động, thân ảnh đều nhanh muốn đã nứt ra. Vẹn vẹn vừa chạm vào, tối người liền đã thua. Mặc dù tiên đạo bản nguyên đánh mất, ta nhưng như cũ, nhưng ngươi ra chiêu tư cách, đều không có à. Tối người nói nhỏ, trong lời nói có chút khó chịu. Hắn sợ dĩ dám ra tay, là bởi vì, vị kia. Đã mất đi tiên đạo bản nguyên. Cảnh giới, không nửa như đã từng vững như vậy. Mà hắn, chính là vô thượng bên trong trí cường giả, tối tâm chi đạo, độc bộ một phương. Thế nhưng, mới vừa đối phương cái kia rải rác mấy bút thắt trời là ở chỗ này đều không có chủ động hướng hắn đánh tới hắn đem hết toàn lực lại chẳng qua là chạm đến chính mình liền bại đối phương liên chiêu đều không có ra chẳng qua là tự mình vẽ tranh mà hắn liền bị này loại vẽ tranh đầu bút lông hạ gục không hổ là từng nghịch mất đi tuế nguyệt mà lên nhân vật tối người nói nhỏ nói ngài rất mạnh đáng tiếc ngài ở kiếp này không cách nào lại cầm tới thánh đạo chi hỏa, trong thiên địa này, không ai có thể đi thông ngài lập nên cấm kỵ chi lộ. Thầy của ta đã lưu lại hắc ám chi hỏa, coi như là thế gian này may mắn giấy lên nhân đạo chi hỏa, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn ánh mắt dời xuống, đặt ở thanh trần trên thân, nói. Thánh đạo thời không bên trong, từng thật nhiều nhân đạo chi hỏa giấy lên, nhưng, đều dập tắt. Tại thầy của ta hắc ám thánh hỏa trước mặt, hết thảy nhân đạo chi hỏa đều sẽ dập tắt mặc dù vị kia cũng không thể vượt qua thầy của ta hắc ám thánh hỏa ngươi giấy lên thánh đạo chi hỏa cũng làm dập tắt nghe vậy thanh trần lại là nói ồ hắc ám thánh hỏa để cho người ta rất sợ đó a à? có thể là ngươi hỏa giống như bị người tiện tay cầm đi a à? tối người nghe vậy ngơ ngác một chút hắn vô ý thức quay đầu chỉ thấy tại cái kia hắc ám thánh thổ bên trong chẳng biết lúc nào lại có một đạo thân ảnh xuyên qua bóng tối vô tận đến tuế nguyệt bậc thang đem cái kia đóa hắc ám thánh hỏa cho thuận đi giờ phút này đang vắt chân lên cổ chạy trốn gọi là một cái nhanh a à. cái gì tối người thấy thế lập tức đều là bối rối này mẹ nó chuyện gì xảy ra chính mình tối tâm chi đạo chỗ, ai có thể đi ra hắc ám. Không nói đến còn có thể tiến vào hắc ám thánh thổ chỗ sâu, mang đi sư tôn lưu lại hắc ám thánh hỏa. Ngươi, khiêu đại thần, còn sư phụ ta hỏa tới. Hắn phản ứng lại, lập tức hô to. Cả thế gian tối tâm, tối người nói, nhưng nhật nguyệt tinh thần đều biến mất. Này loại nồng đậm đến cực hạn hắc ám, đủ để cho người đánh mất bất kỳ hướng đi, cảm nhận được vĩnh hằng cô tịch. Hắc ám, liền là một loại lồng giam. Thế nhưng, này loại lồng giam phía dưới, lại có thế có người. Đem hắn hang ổ tịch thu, trọng đi hắc ám thánh thổ bên trong thứ trọng yếu nhất. Hắc ám thánh hỏa. Cần biết, đây chính là hắn sư tôn lưu lại, trấn áp tuế nguyệt chi giai. Hắc ám thánh hỏa tại, hắc ám thánh thổ bên trong liền mãi mãi cũng chỉ có thể là tịch diệt cùng hắc ám thánh đạo hỏa diễm hào quang bản nguyên đều sẽ không tái hiện ngọn lửa kia liền đại biểu sư tôn đạo ai có thể chạm đến coi như là vô thượng cũng cần thuận theo a khiêu đại thần ngươi mơ tưởng trốn tối người đã xác định làm trên đời vị kia không có trực tiếp ra tay chỉ có khiêu đại thần mới có tại chính mình hắc ám trong lòng giam hành động tự nhiên năng lực hắn lập tức thi triển đại pháp lực hắc ám phong trào bao phủ chư thiên giống như là muốn liền tuế nguyệt cùng thời không đều tràn ngập nếu là ngươi lúc toàn thịnh ta tuyệt không truy ngươi nhưng bây giờ ngươi chỉ còn lại có mấy đạo tàn hồn cũng dám như thế cả gan làm loạn muốn chết hắn xác định khiêu đại thần chống đỡ không được bao lâu nhưng vào thời khắc này tại bầu trời phía trên, vô tận sâu trong vũ trụ, một giọt máu. Bỗng nhiên xuất hiện. Giọt máu kia, tựa như bùng cháy lửa nóng hừng hực, màu vàng kim hào quang, trực tiếp đem hắc ám màn lớn đều cho xé mở, liền nhật nguyệt tinh thần đều có thể thôn vệ âm u, lại không ngăn cản nổi giọt máu kia. Giọt máu kia bên trong, ẩn núp lấy ngàn tỷ núi lửa lực lượng, một giọt máu ra, vô tận dị tượng tại hiển hóa, trụ trời bẻ gãy đông nam nghiêng tuyệt, giang hà chảy ngược. Mà tại tai họa dị tượng bên trong, có thánh đạo hào quang trấn áp hết thảy, tam hoàng ngũ đế, cổ đại đại thánh hiền chờ thân ảnh, tự hồ cũng dựa vào thế nào nhỏ máu bên trong. Không. Đây là, thánh đạo bảo huyết. Tối người quá sợ hãi, trong mắt hoảng sợ vô cùng. Hắn liền khiêu đại thần đều không dám đuổi theo, trực tiếp xoay người rời đi, dùng không thể tưởng tượng tốc độ, rút lui này một giới, quả thực là tại chạy trốn. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, thánh đạo bảo huyết đều đi ra, mang ý nghĩa vị kia làm thật. Vị kia không quan tâm thời điểm, hắn có dũng khí đi dò xét một thoáng, bởi vì hắn biết đối phương không quan tâm. Nhưng nếu như đối phương thật muốn quan tâm dâng lên, đó còn là có bao xa, trốn xa hơn. dạng này mới là an toàn nhất. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới, tự như là theo tờ mờ sáng trong bóng tối thoát khỏi mà ra, ánh sáng màu vàng ống, rải đầy đại địa. Vô số sinh linh, theo hắc ám trong lồng giam thoát khốn mà ra, một lần nữa thấy được hào quang, một lần nữa nhìn thấy trước mắt một ngọn cây cọng cỏ, không ít sinh linh, đều là vui đến phát khóc, có loại sống sót sau tai nạn đại khánh may mắn. Đó là cái gì? Màu vàng kim hào quang, để cho chúng ta thoát ly hắc ám. Đó là, nhân gian thánh quang sao. Hào quang màu vàng ống kia. Là thánh đạo khí tức. Giờ khắc này, thời gian vô số tu giả, đều là kích động, cả thế gian đều chú ý. Hắc ám băng lãnh vũ trụ lớp bụi phủ, một giọt máu, tựa như theo thượng cổ thời không rơi xuống, sau đó, chui vào cái kia vũ trụ lớp bụi phủ bên trong. Oanh! Lập tức, cái kia vũ trụ lớp bụi phủ băng lãnh bị xua tan hắc ám vũ khí bị bốc hơi cái kia mảnh tuyệt diệt chỗ tại lúc này bộc phát ra ngàn tỷ trượng ánh sáng màu vàng ống như là đã từng tiên thổ tại thánh thổ phía trên thánh đạo khí tức tựa như giang hà trút xuống chảy ngược tại dưới trời đất nhưng hết thảy sinh linh đều tắm gội thánh quang bên trong đồng thời tại cái kia vũ trụ lớp bụi phủ bên trên vô số màu vàng kim to lớn chữ viết hiển hiện, hiện có thần thánh hoa biểu, đồng trúc, kim thư, ngọc văn kiện các loại sự vật, phản phất bị theo thời không bên trong triệu hoán đi ra. Những cái kia là đã từng tuế nguyệt thời không bên trong thánh ngôn, là vô tận thánh đạo bảo khố, đủ loại thánh đạo hạo như biển khói, mỗi một cái đương thời tu giả đều có thể ở trong đó tìm với bản thân tín ngưỡng nói, từ đó giấy lên tự thân thánh đạo chi hỏa. Thánh đạo bí quyết các loại tiến vào bên trong, lĩnh hội quá tốt rồi, đi. Đầu tiên là tiên đạo, bây giờ thánh đạo cũng xuất hiện. Thiên phù hộ ta cấm kỵ thế giới. Thế gian tu giả, giờ phút này đều là mừng như điên, rất nhiều người hướng phía thánh thổ mà đi. Mà thủy hỏa đại sơn bên trong. Không. Giờ khắc này, hắc ám hỏa đế, hắc ám một đế, đang đang dễ dụa, cái kia thánh thổ bên trên cho thấy vạn đạo quan mang, thế mà tại trấn giết các nàng. Các nàng hắc ám bản nguyên không ngừng đánh mất, sương mù bốc hơi, nhưng dung mạo của các nàng trở nên ảm đạm như chết người, trên người rất nhiều mặt sẹo vết kiếm chờ lại xuất hiện, hắc ám giao phó tính mạng của các nàng tại tan biến. Chúng ta sinh từ hắc ám, hắc ám sẽ bảo hộ chúng ta. Không. Vị kia đều đã trong bóng đêm có vương tọa, vì sao hắn một đạo khác thân còn muốn tru giết chúng ta? Hắc ám hỏa đế cùng một đế không cam lòng, thế nhưng hiện tại mặc dù các nàng là đại đế nhưng như cũ yếu ớt như sâu kiến rất nhanh hết thảy bản nguyên đều tan biến các nàng trở thành gần như hư thối thi thể ngã trên mặt đất mà hỏa linh nhi một quyển thanh nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi trầm trọng đây là các nàng đã từng thi thể nhưng bởi vì trong bóng đêm đạt được khác loại sinh mệnh loại cảm giác này vô cùng quỷ dị a à. đồng thời một bên khác mặt thiết tiếng kêu thảm thiết, cũng là liên tiếp, vô cùng thống khổ. Cả người hắn đều ngã trên mặt đất, một cây cỏ lá cây đã đâm ra bộ ngực của hắn, theo trong máu thịt của hắn sinh trưởng mà ra. Đây là một loại cực hạn thống khổ, bị một cây cỏ, một chút thôn phệ hết tất cả máu thịt. Không, ta chính là mặt thiết, ta chính là đại đế, có thể thao thiết hết thảy, làm sao lại nhường một cây cỏ cho giết ngược lại? mặt thiết bi thiết ngũ tạng lục phủ của hắn một chút bị cây cỏ đâm xuyên sau đó hấp thu cuối cùng thống khổ to lớn phía dưới hắn một tiếng thê lương kêu to trực tiếp hôn mê bất tỉnh ha 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 hết thảy đều là không khiết sinh mệnh đều đáng chết đi tuyệt diệt sinh linh ta phải theo luật thôi còn vũ trụ dùng trong sạch mặt tranh đại đế thì là đột nhiên đưa tay chuẩn bị một bàn tay hướng phía trán của mình vỗ tới hắn muốn tự sát nhưng lúc này thanh trần chợt nói dừng tay mặt tranh nhìn về phía thanh trần trong mắt đều có chút điên cuồng nói làm sao vậy thanh trần nói đại huynh đệ ngươi làm như thế ngươi không cảm thấy ngươi quá ích kỷ sao mặt tranh sửng sốt nói tự tư thanh trần nói dĩ nhiên a à ngươi nghĩ a à, ngươi nghiệp chướng nặng nề như thế lại nghĩ cái chết chi cái này cùng hèn nhát khác nhau ở chỗ nào ngươi xứng đáng vũ trụ sao đừng quên chết một cái ngươi còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ngươi ngươi không nên liền chết đi như thế mà là hẳn là giữ lại có ích chi thân a à, vì trả vũ trụ trong sạch đại nghiệp không ngừng phấn đấu trở về trong bóng tối có thể giết một cái là một cái đặc biệt là những cái kia thanh niên thiên tài nhân vật hạt giống, âm thầm đem bọn hắn tru diệt tại nảy sinh trạng thái. Dùng ngươi có hạn sinh mệnh, vì vô hạn sự nghiệp mà phấn đấu, dùng ngươi thanh xuân, viết liền còn vũ trụ trong sạch trường ca. Đi thôi, vũ trụ bản luật đang kêu gọi ngươi, hắc ám số mệnh đang chờ đợi ngươi, vì sự vĩ đại của ngươi mộng tưởng, cứu rỗi ngươi cái kia nghiệp chướng nặng nề linh hồn. Thanh trần giọng dạc phân trần, thanh âm của hắn, quả thực là đinh tai nhức óc, hoàng chung đại lữ, để cho người ta linh hồn đều đi theo lắc lư. Dùng có hạn sinh mệnh, vì vô hạn sự nghiệp phấn đấu, dùng ta thanh xuân, viết liền còn vũ trụ trong sạch trường ca. Giờ khắc này, mặt tranh cũng là kích động, hắn tựa như điên cuồng, nắm chặt nắm đấm, tựa như là thấy được quang minh. Ta muốn trở về. Ta muốn làm âm thầm thợ săn, giết sạch bọn hắn, đặc biệt là những kia tuổi trẻ oắt con, thừa dịp bọn hắn còn chưa trưởng thành dân lên tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái hắn nghiến răng nghiến lợi thanh trần vỗ vỗ bờ vai của hắn tán thưởng đúng nhớ kỹ sau khi trở về giữ yên lặng vô luận bất luận cái gì người nói chuyện cùng ngươi đều không đi nghe không giao lưu chỉ làm sự tình bởi vì một phần vạn có người khác cùng hắn một phát chảy thanh trần độ hóa lập tức liền sẽ tan thành mây khói dù sao mặt tranh chính là đại đế thanh trần lợi dụng bản thân hắn nhận biết vì hắn biên tạo một tấm lưới tấm lưới này quá mức yếu ớt lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan bảo đảm nhất phương thức liền là khiến cho hắn không cùng những người khác sinh ra trao đổi nghe vậy mặt tranh gật gật đầu hắn bỗng nhiên vung tay lên nắm lỗ tai của mình cho dung thành máu mũ nắm đầu lưỡi cũng cho chém rụng hắn là dùng thần thông tự chém cho nên hiện tại triệt để trở thành người bị câm. Trong mắt của hắn, gọi là một cái kiên định A, à, tự như là một cái ném lá gan lịch gan thiết huyết chí sĩ, ý nghĩa kinh thiên. Thanh Trần đều là chấn kinh, cái tên này. Cốt tuyệt A. À. Hắn nhịn không được duỗi ra một cái ngón tay cái, nói. Tốt. Ngốc cẩu, mau dẫn lấy huynh đệ ngươi cùng một chỗ trở về đi. Hiện tại ngược lại đối phương đã tự hủy lỗ tai đầu lưỡi tùy tiện nói. Mặt tranh mặc dù nghe không được, nhưng đại khái bên trên vẫn là nhìn ra được, thanh trần lại tán dương hắn, hắn lúc này quay người, hướng phía mặt thiết đi đến. Mà giờ khắc này, mặt thiết trên thân, cái kia cây cỏ đã triệt để sinh trưởng mở. Dùng đại đế huyết nhục, tẩm bổ bản thân. Mặt thiết cả người, đều đã chết đi, sinh mệnh bị một cây cỏ triệt để hấp thu. Chật chật, đây chính là thượng hạng phân bón A. Lục Nhượng nắm chính mình cái kia cây cỏ lấy xuống, một lần nữa trồng vào chậu hoa bên trong, sau đó, bỗng nhiên móc ra một nhánh cỏ loại, rơi tại mặt thiết trên thi thể. Lập tức, mặt thiết tàn phá mạch máu, thế mà một lần nữa sinh trưởng, nhưng nhìn đi lên, cùng rễ cây, cả người hắn đều là thẳng tắp ngồi dậy, miệng há ra hợp lại, vẻ mặt đờ đẫn. Trá thi. Thanh Trần ngoài ý muốn. Lục Nhượng cười nói, không phải xác chết vùng dậy. Đây là ta nuôi hoa ăn thịt người. Này loại hoa, sẽ cùng mặt thiết nguyên bản sinh mệnh kết hợp lại, sau đó. Đi ăn giống như hắn sinh linh. Thanh Trần nhịn không được nói, lục sư huynh, ngươi biến thái A. À? Lục nhượng nói. Ngươi cùng ta nói biến thái. Người ta tốt tốt một cái đại đế, nhưng ngươi lừa dối thập khiển biết câm, ngươi còn không biết xấu hổ nói quá không làm người. Mà lúc này đây, mặt tranh đã là nắm mặt thiết khiên lên, hướng phía hai người bọn họ không người chào quay người đi. Hai cái đều hết sức không làm người. Bên cạnh, một quyển thanh nhịn không được ánh mắt phức tạp cảm khái một câu. Hai tôn hắc ám đại đế, đặt ở hiện thời cấm kỵ thế giới, đều có thể xưng vô địch hạng người, kết quả, nhường lý tiền bối hai cái đệ tử, cho chơi thành dạng này một cái choán ván còn cho người khác kiếm tiền, một cái khác biến thành ăn chính mình chủng tộc hoa ăn thịt người. Đi, đi lấy đèn. Lúc này, Thanh Trần thì là mở miệng. Nhân gian chi hỏa giấy lên, kết giới, đã mở ra. Phong ấn kết giới, theo nhân gian chi hỏa giấy lên, mà hoàn toàn biến mất. Thanh Trần cùng lục nhượng, bước vào trong kết giới, lại thấy phía trước là một phương bạch ngọc tế đàn, mà tại trên tế đàn, trưng bày hai ngọn thanh đồng cổ đăng. Thế này hai ngọn thanh đồng cổ đăng, thanh trần hai người nhưng đều là ngây ngẩn cả người. Bởi vì, này thanh đồng cổ đăng. Thế mà bị nhen lửa. Mà lại, giấy lên vẫn là ngọn lửa màu đen. Này sao lại thế này? Lục nhượng lập tức mê hoặc. Khởi nguyên chi đăng. Không phải đã bị dập tắt sao? Cần bọn hắn dùng tự thân xương trắng bản nguyên cùng tính mệnh, một lần nữa nhóm lửa. Nhưng bây giờ cũng đã bị người đốt lên, hơn nữa, còn là đen. Có gì đó quái lạ. Thanh Trần cũng là trầm tư, nói. Cứ như vậy. Tinh hỏa liệu nguyên. Còn như thế nào đi đi? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ, Lý Tiền Bối đã có có những an bài khác, bằng không mà nói, sao sẽ đích thân ra tay, gọi thánh đạo thời không? Lúc này, Hỏa Linh Nhi cùng một viễn thanh đi tới. Không bằng về trước đi, tìm tới lý tiền bối. Thanh Trần cùng Lục Nhượng cũng là gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể về trước thôn. Cũng không biết sư phụ bọn hắn, hiện tại ở đâu. Lục Nhượng mở miệng. Hỏa Linh Nhi lại là nói. Khai Nguyên Châu. Các nàng một mực đi theo hắc bạch bên người, mà một đoạn thời gian trước, Khai Nguyên Châu lôi đế ngã xuống, nhị đại gia tại cửa thôn đốt giấy vàng triệu hồi ra luân hồi trưởng khống khai nguyên châu thiên tâm ấn ký cùng tạo hóa quyền hành cho nên khi đó hắc bạch hỏa linh nhi đám người liền đã biết được sơn thôn nhỏ ngay tại khai nguyên châu tốt vậy liền về trước thôn đi lục nhượng lập tức cao hứng trở lại lúc này bọn hắn cùng hỏa linh nhi một quyển thanh cùng một chỗ hướng phía khai nguyên châu mà đi mà giờ khắc này toàn bộ cửu châu đều là ầm ầm vô số sinh linh tại triều lấy thánh thổ xuất phát thánh thổ bên trong thánh đạo muôn vàng mỗi người đều có thể ở trong đó tìm kiếm được thuộc về mình thánh đạo chi hỏa bổ khuyết cấm kỵ chi lộ thiếu hụt trước phải tiên chủng sau đến thánh hỏa hoàng kim đại thế hoàng kim đại thế đến đến rồi thiên hạ oanh động tiên thổ thánh thổ này chút đã từng tịch diệt cổ lão đại nặng đổi sinh cơ tiên đạo bản nguyên cùng thánh đạo khí tức trút xuống giữa thiên địa bồi dưỡng thế nhân thậm chí thế gian liên quan tới hoàng kim đại thế truyền thuyết một lần điên truyền giờ phút này thái âm châu ban ngày ở giữa vẫn như cũ có một phần loan nguyệt trút xuống nguyệt hoa đó là thần nguyệt đế đình biểu tượng thần nguyệt đế đình sáng tạo tự nhiên thế một vị cực kỳ thần bí đại đế nguyệt đế Nghe nói, tại cổ lão đi qua, Thái âm châu từng có một vị kinh tài tuyệt diễm cổ đế, Thái âm nữ đế chứng đạo, thế nhưng, nhưng bởi vì cùng Thái dương châu Thái dương đại đế, dắt tay muốn khai sáng sáng thế chi lộ, dẫn tới hắc ám ra tay, song song hủy diệt. Mà thế gian hiện nay nguyệt đế, ngày đế, chính là đi Thái âm, Thái dương hai vị cổ đế đường trưởng thành. Thần Nguyệt Đế Đình, liền tọa lạc tại Thần Nguyệt Châu, Thần Nguyệt Châu trên bầu trời, cái kia vòng phiếu miễu không thể chạm đến ngân nguyệt bên trên, có một tòa thần bí đến cực điểm nguyệt cung, chính là nguyệt đế chỗ ở. Nguyệt cung thâm hàng, lạnh sương mù bao phủ, màu trắng nguyệt hoa uyển như nước, đổ xuống qua nguyệt cung trước dòng sông. Ở trước cung, có một đoạn đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng cây già cái cọc, tại gốc cây chi sườn, một vị tuyệt đại gia nhân, tùy ý nằm tại giường ngọc bên trên, uống một mình tự uống thánh thổ cũng xuất hiện vị này tuyệt đại gia nhân nói nhỏ lẩm bẩm nói thần vu tiền bối nói qua đôi băng nước tận kim thổ diệt thánh đạo chi hỏa người mãn ở giữa thật sự là hắn nhìn thấy rất nhiều sáng thế chi lộ ở kiếp này cũng sẽ có một chút hy vọng sống rồi hả nàng lầm bầm bỗng nhiên lấy ra một tấm họa cái kia bức vẽ bên trên chính là một tòa trên ánh trăng tiên cung lờ mờ rõ ràng, tiên vụ lượng lờ ở giữa, có nguyệt quế sinh trưởng vô số tuế nguyệt, tại nguyệt quế bên bờ, có một đầu thỏ ngọc, cô đơn chiếc bóng. Vẽ tên, tên là Quảng Hàng Cung. Này bức vẽ, chính là tại trước đây không lâu, thần nguyệt đế đình chiêu nạp đệ tử thời điếm, nàng ngoài ý muốn mà. Lúc đó, chiêu nạp đệ tử cửa ải cuối cùng, cần những đệ tử kia, cảm ngộ thần nguyệt chi đạo, dùng trắc định tu hành thần nguyệt chi đạo tư chất. Mà có một thiếu nữ, vung bút vẽ tranh, lưu lại bức họa này. Ta đã thành đế, nhưng cố nhân lại tiêu vẫn, nguyệt quế đoạn tuyệt, thấy họa nghĩ người A. Nguyệt cung bên trong tuyệt thế nữ tử thở dài một tiếng. Nàng sở dĩ chú ý tới bức họa này, là bởi vì, bức họa này. Đúng mức hiện ra quá khứ của nàng. Đã từng, nàng chẳng qua là một đầu không buồn không lo con thỏ, đi theo tại thái âm nữ đế bên người. Sau này, hắc ám buông xuống, nữ đế mất đi, nguyệt quế đoạn tuyệt, chỉ có nàng còn sót lại xuống dưới, một mực kế thừa lấy nữ đế nói, tu luyện đến nay. Tiên chủng vung vải côn luân cảnh, thánh nguyên chảy vào lưỡng nghi núi, sáng thế dễ kiếm đợi thiên biến, nàng sinh tử độ quỷ môn quan. Nàng nói nhỏ lấy. Này, liền là kiêu đại thần, đã từng lưu lại tiên đoán. Lôi băng nước tận kim thổ diệt, thánh đạo chi hỏa người mãn ở giữa. Tiên chủng vung vải côn luân cảnh, sinh nguyên chảy vào lưỡng nghi núi. Sáng thế dễ kiếm đợi thiên biến, nạn sinh tử độ quỷ môn quan. Bây giờ, lôi đình sụp đổ, nước đình hủy diệt, kim đế cùng thổ đế, cũng đã tan biến, thánh đạo chi hỏa lại cháy lên. Sáng thế chi lộ. Có khả năng bước lên sao? nàng trong nháy mắt, nói khẽ. Đi tiên thổ, dẫn tiên chủng vào cung luân. Cung luân thánh cảnh, chính là Thái Âm Châu cùng Thái Dương Châu giao hội một mảnh bí địa. Tại cổ lão đi qua, nơi đó, đã từng bị Thái Âm Nữ Đế cùng Thái Dương Cổ Đế chọn làm sáng thế chỗ. Bây giờ, khiêu đại thần rất nhiều tiên đoán, đều đã thực hiện. Nàng cũng cuối cùng làm ra quyết định của mình đi sáng thế chi lộ. Lập tức, thần Nguyệt Châu, thần Nguyệt Đế Đình ầm ầm. Nữ đế có lệnh, đi tới tiên thổ. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng có khả năng đi tới tiên thổ, lần này, có thể nắm tàn khuyết cấm kỵ chi lộ bù đắp. Đế đình bên trong mạnh nhất 18 vị thiên tài, đều sẽ nhíp người, Nguyệt đình sắp mang tới tiên chủng. Thần Nguyệt đế đình rất nhiều tu giả đều là mừng rỡ. Tiên thổ đã xuất hiện một khoảng thời gian, thế nhưng, thần nguyệt đế đình, liệt nhật đế đình hai đại đế đình, thủy chung không động. Bởi vì, tiên thổ tái hiện, chắc chắn bị hắc ám kiên kỵ, nếu là mạo muội xuất động, sợ rằng sẽ dẫn tới hắc ám họa. Bây giờ, người trong thiên hạ người cầu tiên chủng, mà hắc ám chưa đến, cho nên, bọn hắn cũng đã yên tâm. Từng chiếc từng chiếc to lớn đế đạo phi thuyền, theo thái âm châu thái âm tịnh thổ bay lên, ở đầu thuyền bên trên, khắc rõ từng vòng từng vòng thánh khiết minh nguyệt, phi thuyền sắp bay qua hư không, hướng phía thánh thổ xuất phát. Tại trên phi thuyền, đều là đế đình bên trong cường đại nhất đỉnh cấp thiên tài. Tiên thổ xong trước khi, thánh thổ tái hiện, này đã chứng minh sáng thế chi lộ, mới là chính xác. Tại bay cầm đầu một tòa thuyền phía trên, một cái lão giả thần sắc kích động, hắn nhìn về phía trên phi thuyền một hơn 10 vị năm, nói. Các ngươi, đem tạo thành đế đình tinh la đại trận, từ tiên thổ dẫn vô số tiên chủng, rơi xuống côn luân thánh cảnh bên trong. Đây là cơ hội tốt nhất, nếu như có thể nắm chặt. Các ngươi đem đạt được đại phúc duyên. Trên thuyền rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nghe vậy, đều là trong mắt mang theo chờ mong vẻ kích động. Lần này Nguyệt Đình thiên tài cơ hồ đều động thân, thế nhưng hạch tâm nhất mười mấy người đem phụ trách thực hiện khiêu đại thần tiên đoán có được cơ duyên chính là lớn nhất chu trưởng lão chúng ta thật có thể thành công sao đồng thời cũng có đệ tử thấp thỏm đặt câu hỏi chu trưởng lão gật gật đầu nói yên tâm đi tiên thổ tái hiện thánh thổ cũng khôi phục khiêu đại thần cái vị kia năm đó lưu lại tiên đoán từng cái thực hiện đủ để chứng minh lão nhân gia ông ta hoàn toàn chính xác đoán được đương thời sáng thế chi lộ chính là kinh thiên chi biến hắn lão nhãn bên trong cũng viết đầy sụp sôi chi sắc nói tiên chủng vung vãi côn luân cảnh thánh nguyên chảy vào lưỡng nghi núi ngày đình bên kia hẳn là cũng đã đi tới thánh thổ tiếp dẫn thánh đạo chi quan một khi thành công sáng thế chi lộ liền có hy vọng đến lúc đó có lẽ người trong thiên hạ đều có đường lui. Nguyệt Đình rất nhiều đệ tử, cũng là cũng không khỏi gật đầu. Chu trưởng lão, lần này tham dự hành động chính là môn bên trong 18 vị hạch tâm đệ tử, nàng dựa vào cái gì cùng chúng ta cùng ngồi cái này thuyền. Lúc này, bỗng nhiên trong đám người, một nữ tử cay nghiệt mở miệng, nàng chỉ cách đó không xa một thiếu nữ, nói: "Tử lang nàng bất quá một giới tân sinh." sao xứng ngồi tại đế thuyền phía trên. Nàng vừa mở miệng, lập tức, mặt khác không ít người cũng là mở miệng. Đúng, nàng bất quá là một cái mới vừa tiến vào môn bên trong ngoại môn đệ tử. Lần này đi tới tiên thổ danh ngạch cực kỳ có hạn, rất nhiều chân chính tinh anh đều không có cơ hội, vì cái gì nàng có khả năng. Trên thuyền 18 vị tinh anh thiên tài, giờ phút này đều là chất nghi mà tại tất cả mọi người quan tâm trung tâm thiếu nữ kia, lại là một bộ váy tím, tỉnh như xử nữ, nàng cúi đầu vẽ tranh, phản phất cùng bên ngoài ngăn cách, căn bản không quan tâm ngoại giới thanh âm. Nguyệt đình trên phi thuyền, mọi người tầm mắt, đều là rơi vào cái kia váy tím thiếu nữ trên thân. Muôn miệng một lời. Dù sao, lần này đi tới tiên thổ, cơ duyên cũng là điểm tuần tự. Trên chiếc thuyền này người, đều sẽ tham dự vào tinh la đại trận bên trong phúc duyên không thể tưởng tượng mà tử lăng trước đó không lâu mới mới vừa tiến vào nguyệt đình bên trong chu trưởng lão lập tức lông mày hơi hơi trầm xuống một cái nói tử lăng tham dự lần này hành động đây là đế đình quyết định các ngươi không cần nói nhiều hắn nhưng là biết đến tử lăng là nguyệt cung bên kia tự mình chiếu cố nhân vật Mặc dù Chu trưởng lão thân là ngoại môn trưởng lão đứng đầu, nhưng đối thân phận của Tử Lăng cũng cũng không biết quá nhiều, chỉ lờ mờ biết được thiếu nữ này bị Nguyệt cung ưu ái, tự hồ cùng nàng thông qua vào đình sát hạch lúc một tấm họa có quan hệ. Nhưng, hắn cũng không có tâm tư đi đoán thân phận của Tử Lăng, Nguyệt cung phân phó, vậy liền làm theo là được. Đế đình quyết định. Mà lúc này đây, tại rất nhiều thanh niên nam nữ bên trong, một vị một thân ánh trăng váy dài thiếu nữ lại là lãnh đạm mở miệng nói đế đình thật có quyết định như vậy sao vì sao ta không từng nghe nói qua sư phụ ta cũng là nguyệt sứ giả người thấy được nàng nói chuyện chu trưởng lão mày nhíu lại đến sâu hơn cái này ánh trăng váy dài thiếu nữ tên là nguyệt vị ương chính là thần nguyệt đế đình thánh nữ thân phận của nàng vô cùng cao sư tôn của nàng càng là đế đình bên trong 12 vị nguyệt sứ giả một trong. Chu Minh Thạch trưởng lão. Lúc này, bên cạnh một lão giả khác, cũng là đi tới, hắn mỉm cười, nói. Tử Lăng mới vừa tiến vào đế đình, thực lực không đủ. Theo ý ta, vẫn là biến thành người khác đi. Ngoại trừ 18 hạch tâm đệ tử bên ngoài, có thể có tư cách đi trước, chỉ có tôn nữ của ta Nguyệt Vị Lam. Người nói xem, cái này trưởng lão, chính là ngoại môn phó thủ tịch, Nguyệt Chiếu Lâm. Ngay tại lúc đó, hắn còn trực tiếp vất vất tay. Thấy hắn lên tiếng, Chu Minh Thạch trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ. Nguyệt Chiếu Lâm, chính là thánh nữ Nguyệt Vị Ương Nhị Gia, mà Nguyệt Vị Lam, thì là Nguyệt Vị Ương Biểu muội A. Giờ phút này, Nguyệt Chiếu Lâm, Nguyệt Vị Ương bỗng nhiên làm loạn, nói trắng ra là, là vì cho Nguyệt Vị Lam tranh thủ cơ hội nhưng nguyệt vị lam tham dự vào tinh la đại trận bên trong kiếm một chén canh chu minh thạch cho mày nếu như là sự tình khác hắn sẽ không phật nguyệt vị ương cùng nguyệt chiếu lâm tố cầu dù sao đối phương tại đế đình bên trong bối cảnh rất lớn nếu như là bình thường đệ tử danh ngạch thay thế cũng là thay thế cá nhân liên quan thay thế người bình thường đây không phải cái đại sự gì nhưng tử lăng chính là nguyệt cung bên kia phân phó người sao dám thay thế nàng căn bản không có tham dự tinh la đại trận thực lực. Đúng, tinh la đại trận, ít nhất cần tu luyện hoàn thành nguyệt chiếu kinh, nàng mới nhập môn không đến ba tháng, tại sao có thể có thực lực thế này? Lúc này, nguyệt vị ương bên người, lại có mấy người nghiêm nghị mở miệng. Như vậy đi. Nguyệt vị ương nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta cũng không muốn để cho người ta nói, ta nguyệt vị ương lấy thế kinh người, như tử lăng có thể tiếp được ta đường muội 10 chiêu, ta liền tán thành, nàng có tư cách tham dự tinh la đại trận, như thế nào? Nói xong, nàng phất phất tay. Mà này theo một chiếc phi thuyền khác bên trên, một thiếu nữ cũng đã đi tới, dung mạo của nàng, cùng thánh nữ Nguyệt Vị Ương giống nhau đến mấy phần, chính là Nguyệt Vị Lam. Nàng nhìn chầm chầm đang đang vẽ tranh váy tím thiếu nữ, trên mặt mang theo một vệt lạnh lẽo. Quấy rối! Chu Minh Thạch cả giận nói. Tử Lăng chính là Nguyệt Cung bên kia tự mình điểm danh muốn người, các ngươi dám đối nàng động thủ. Nhưng, vào thời khắc này, đang đang vẽ tranh váy tím thiếu nữ, giống như là hoàn thành chính mình họa tác, bỗng nhiên dương mắt cười một tiếng, tươi đẹp mà tinh khiết, nói. Chu trưởng lão, ngài không cần nói nhiều. Nàng nhìn về phía Nguyệt Vị Lam, mắt to không rảnh, nói. Ta vô ý tranh đoạt cơ duyên của ngươi, chẳng qua là tiên thổ chuyến này, Tinh La đại trận hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, quan hệ đến nguyệt đình, thậm chí cả sáng thế chi lộ tồn vong. Cho nên, ta phải tham dự. Bất quá ta biết ngươi khẳng định không vui, ân. Dạng này, nếu như ngươi nguyện ý, ta quay đầu đưa ngươi một gốc chúng ta trong thôn thảo, làm ngươi tiên chủng, thế nào? Tử Lăng mở miệng. Nghe vậy, Nguyệt Vị Lam lại là sầm mặt lại, cả giận nói: ngươi nhục nhã ta đưa một gốc trong thôn thảo làm tiên chủng dưới cái nhìn của nàng đây quả thực là nhục nhã ha ha nguyệt đình thậm chí cả sáng thế chi lộ tồn vong đều không thể rời bỏ ngươi nguyệt vị ương cũng là vẻ mặt lạnh băng nói ngươi có thực lực gì nói mạnh miệng như vậy tử lăng hồn nhiên không có sinh khí nói được thôi nói cho cùng các ngươi muốn cùng ta đánh nhau, nếu nghĩ như vậy đánh nhau, vậy liền đánh đi." Nguyệt Vị Lam lúc này tiến lên, cả giận nói. "Rừng núi nha đầu, ta sẽ để cho ngươi biết được, ngươi tại Nguyệt Đình. Chẳng đáng là gì." Nói xong, nàng lập tức ra tay, tại nàng đạo cảnh bên trong thể hiện ra đủ loại dị tượng, đã cường đại đến cực điểm. Nguyệt Vị Lam bản chính là thiên tài, là Nguyệt Đình bên trong gần với 18 hạch tâm đệ tử nhân vật. Giờ phút này, nàng toàn lực ứng phó, tại đạo cảnh bên trong, tựa như là có một phần loan Nguyệt muốn bay lên, trấn áp hết thảy, hàng mang như kiếm, chém về phía tử lăng. Nguyệt chiếu kinh đại thành. Nguyệt vị Lam hoàn toàn chính xác không kém. Chung quanh, không ít hạch tâm thiên tài, đều là vẻ mặt có chút ngưng trọng, Nguyệt vị Lam thực lực, giá trị đến bọn hắn coi trọng cái này là nguyệt chiếu kinh sao? Mà tử lăng, lại là nói một câu, bỗng nhiên vung tay lên. Giờ khắc này, tại trong tay nàng, tựa như là có nguyệt hoa đổ xuống mà ra, hội tụ thành một vần trăng. Trăng tròn ngừng lại ra. Quang mang chiếu xạ. Không. Nguyệt vị lam bỗng nhiên hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, nàng nói cảnh bên trong vần trăng kia sáng lên, thế mà ảm đạm tiêu ẩn, nàng cả người, càng là bay ngược mà ra đập ầm ầm tại giáp lớp học không đúng nguyệt chiếu kinh viên mãn đạt đến thần nguyệt chi cảnh không có khả năng nàng làm sao làm được từ xưa đến nay nắm nguyệt chiếu kinh tu luyện ra thần nguyệt không cao hơn ba người trong lúc nhất thời trên phi thuyền hết thảy thiên tài đều là khiếp sợ nhìn về phía tử lăng nguyệt vị ương đều là kinh ngạc một chút thất thanh nói ngươi học trộn nguyệt chiếu kinh chu minh thạch cũng là khiếp sợ nhìn xem tử lăng nói ngươi làm sao nắm nguyệt chiếu kinh tu luyện đến nước này tông môn hẳn là chỉ cho ngươi phát nguyệt chiếu kinh sách thứ nhất a nguyệt chiếu kinh tổng cộng có 6 sách tử lăng này loại tân sinh nhiều nhất đạt được một quyển nàng nhất định học lén mặt khác năm sách có người lớn tiếng mở miệng mà tử lăng lại là mỉm cười nói nguyệt chiếu kinh không có học qua ta chẳng qua là nhàn rỗi không chuyện gì ưa thích vẽ tranh mặt trăng mà thôi nói xong nàng nhìn về phía giữa sân mọi người nói còn có ai không phục sao ta mặc dù không thế nào am hiểu đánh nhau nhưng các ngươi có khả năng cùng tiến lên nghe nói như thế giữa sân tất cả mọi người nhưng đều là vẻ mặt khó coi. Này còn gọi không thế nào am hiểu đánh nhau. Quá phận. Mấu chốt là, trong lúc nhất thời, thật không ai dám mạo muội khiêu chiến. Dù sao, tử lăng quá biến thái, thần nguyệt cảnh giới. Bọn hắn khổ tu nhiều năm, đều không có đi đến. Tốt. Lúc này, chu Minh Thạch mở miệng, nói. Cuộc nháo kịch này đến đây là kết thúc. Ai dám lại đối tử lăng cô nương nói này nói kia, đừng trách ta không nể mặt mũi. Hiện tại, hắn đã mơ hồ hiểu rõ, vì cái gì tử lăng một cái tân sinh, thế mà có thể làm cho nguyệt cung bên kia tự mình chiếu cố. Loại thiên phú này, thật là đáng sợ. Hiện trường, tất cả mọi người là im ắng. Mà tử lăng, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Sáng thế chi lộ có vấn đề bị hắc ám chú ý. Nàng nói nhỏ lấy, nói. Quảng hàng cung cây quế. Bị đen ám xâm nhiễm. Nàng tiến vào cấm kỵ thế giới về sau, liền rơi vào Thái Âm Châu. Lúc đó, nàng chuyển triển tại Côn Luân Thánh Cảnh bên ngoài, cảm giác được khởi nguyên chi đăng, hẳn là tại Côn Luân Thánh Cảnh bên trong, nhưng lại vô pháp vào bên trong. Chỉ có sáng thế chi lộ biện pháp, mới có thể mở ra vùng thế giới kia cho nên, nàng mới tiến vào Nguyệt Đình bên trong. Nhưng, khi tiến vào Nguyệt Đình thời điểm, nàng lại phát hiện, mặt trăng. Tự hồ bị ô nhiễm. Nàng quan sát mặt trăng, vẽ xuống rất nhiều Nguyệt Cung Chi Đồ, cuối cùng phát hiện vấn đề cây quế. Hắc ám tại đối với sáng thế chi lộ, đã sớm chôn xuống phục bút. Nếu như Nguyệt Đế thật đi đến sáng thế chi lộ, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, nàng tiến vào nguyệt đình thời điểm liền vẽ lên một bức họa dùng cảnh cáo nguyệt đế cũng không biết nguyệt đế có hay không cảm thấy mối nguy bây giờ còn phải nghĩ biện pháp đối phó hắc ám miễn cho côn luân thánh cảnh mở ra lại biến thành hắc ám áo cưới nàng suy tư mà một bên khác trên phi thuyền nguyệt vị ương nhìn về phía tử lăng tầm mắt lại càng ngày càng âm lãnh tử lăng thiên phú quá mạnh thế mà ngộ ra thần nguyệt. Để cho nàng cảm nhận được uy hiếp. Đồng thời, Thái Dương Châu, một tòa phi thuyền, cùng ngày xuất phát. Mục tiêu của bọn hắn là thánh thổ. Lâm sư đệ, ngươi đoán mệnh tính được chuẩn, lần này chúng ta đi, thuận lợi sao? Ở đầu thuyền, mấy cái thanh niên, hướng phía Lâm Cửu Chính treo gẹo đặt câu hỏi. Lâm Cửu Chính mỉm cười, nói hết thảy thuận lợi. Hắc ám chi địa Hắc ám tựa như là trở nên càng thêm nồng đậm, một loại nào đó so hắc ám còn muốn hắc ám lực lượng, xâm nhập này phương không gian. Trong lúc nhất thời, mặt giả mấy đại đệ tử, đều là không hiểu cảm thấy một loại nôn nóng lo lắng, bọn hắn phản phất bị độc thân ngăn cách, bị hắc ám lòng giam dễ chịu. Sư huynh, ngươi đến rồi. Dừng người quay đầu, xem hướng một cái hướng khác, hắn nhẹ nhàng vung tay lên bên người cái kia dần dần lan tràn hắc ám tựa hồ cũng ngưng trệ tại nồng đậm mà trong bóng tối một tôn hắc ám sinh linh đi tới hắn toàn thân tựa như hắc ám thôn phệ hết thảy tầm mắt tối người hắn cũng tới tất cả những thứ này đến tột cùng chuyện gì xảy ra tối người trầm giọng mở miệng nói vị kia làm sao lại đột nhiên ra tay dừng người nói ta bố trí một cái mà tính mà vị kia trúng kế trong giọng nói của hắn tựa hồ mang theo một loại to lớn hưng phấn cùng chờ mong trúng kế tối người nghi hoặc không sai lần trước cùng hắn tương quan người gieo xuống tiên chủng hắn liền hy sinh bản thân tiên đạo bản nguyên tỉnh lại tiên thổ cho nên ta tiến tới bức hắn một tay hiện tại quả nhiên hắn nắm thánh đạo bản nguyên cũng lấy ra, nhưng thánh thổ nặng đổi sinh cơ. Dừng người không khỏi cười nói. Sư huynh, ngươi không cảm thấy, đây là cơ hội tốt nhất sao? Hủy nguyên đốt trụ, hắn như ngồi nhìn mặt kệ, chúng ta không làm gì được hắn, nhưng hắn lại thương tiếc thế gian này sâu kiến, nhường tiên đạo, thánh đạo chờ tái hiện. Hắn làm như vậy, chính là tự hủy trường thành, chờ hắn bản nguyên tan hết thời điểm, hắn vẫn là hắn sao? bất quá là trong vũ trụ này một vị vô thượng thôi đến lúc đó thậm chí không nhất định vận dụng đốt trụ đại trận cũng có thể làm cho hắn trở về bản luật tối người nghe vậy chào mày vị kia lấy tứ đại thời không bản nguyên vì cơ mới sáng tạo ra cấm kỵ chi đạo đồng thời sừng sững tại vô thượng phía trên nếu như hắn tứ đại thời không bản nguyên đều biến mất hoàn toàn chính xác hắn liền không đáng sợ nữa hắn lầm bầm, cho nên ta nói, hắn trúng kế. dừng người cười một tiếng, nói, hắn mong muốn cứu rỗi thiên hạ, vậy thì phải hy sinh bản thân bản nguyên, có thể hy sinh bản thân bản nguyên, chính hắn cũng sẽ chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. hiện tại thánh đạo đã mất, hắn cảnh giới chắc chắn đã không ổn định, còn có thể cái kia vô thượng phía trên đứng được ở bao lâu đâu? trong giọng nói của hắn mang theo một vệt rét lạnh chi ý tối người không khỏi gật gật đầu nói đáng giá thử một lần đúng rồi lúc này hắn bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó nói bây giờ tiên đạo thánh đạo đã tái hiện chỉ cần đề phòng những cái kia sâu kiến đi đến sáng thế chi lộ một khi thành công sáng thế đến lúc đó muốn tiêu diệt bọn hắn chỉ cần nhiều chút phiền toái đối với hắc ám tới nói ký sinh chi pháp khói xám chi pháp đều không đáng một chú ý ký sinh chi pháp gửi hy vọng ở hắc ám chi chủng nhưng một khi động thủ thật những cái kia hắc ám chi chủng cũng sẽ bị dị hóa ký sinh đại đế nhóm cũng sẽ như hắc ám hỏa đế hắc ám một đế một dạng trở thành hắc ám hủ nô mà khói xám chi pháp ít nhất cần một tia xương trắng bản nguyên mới có thể thực hiện trên đời này đã không có người có khả năng đi duy chỉ có sáng thế chi lộ. Sáng thế chi lộ, có thể lấy những cái kia quá khứ tuế nguyệt bên trong bản nguyên, thành tựu một phương thế giới mới, mà này phương thế giới mới, liền có thể trốn vào quá khứ tuế nguyệt bên trong. Như thế, đến lúc đó lại muốn tìm được, liền phải phí rất nhiều trắc trở. Lúc này, mặt giả nhẹ giọng mở miệng, nói. Sáng thế chi lộ, đã chặt đứt. Tại vô số tuế nguyệt trước, con đường này liền đã chôn xuống phục bút, bị chúng ta đổi qua, nếu như thực sự có người dám đi, bọn hắn sẽ phát hiện, bọn hắn sáng tạo ra thế giới mới, sớm đã ở vào trong bóng tối. Nghe vậy, tối người nhìn về phía mặt giả, không khỏi tán thưởng gật đầu, nói. Rất tốt. Tiểu sư đệ, mặt đạo như thế nào? Ta vẫn chờ ngươi thành tựu mặt đạo về sau, nhưng cái kia khiêu đại thần. Ăn thật ngon chịu đau khổ nhấc lên cái kia khiêu đại thần, trong giọng nói của hắn, còn mang theo một tia hận ý. Bọn hắn sư huynh đệ, tại vô thượng bên trong, đều là nổi bật cường giả, nhưng, lại từng bị khiêu đại thần một người, trấn áp đến không ngẩng đầu được lên. Thậm chí, liền ở kiếp này, cái kia khiêu đại thần chỉ còn lại có hồn phách, cũng còn đem hắn hắc ám nhóm lửa cho thuận đi. Đơn giản khuất nhục. Mà tiểu sư đệ mặt giả kim ắn, chi đạo, chuyên môn vì khắc chế khiêu đại thần mà tu. Mặt giả nói, chính muốn đã áp chế ba muốn. Nói xong, hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, nói. Hai vị khác đệ tử, cũng trở về. Mọi người quay đầu. Chỉ thấy tại cái kia trong bóng tối, đã có hai người đi tới. Đương nhiên đó là mặt tranh, mặt thiết. Thấy hai người bọn họ, giữa sân tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn mặt tranh sư huynh làm sao nhìn qua không thích hợp lỗ tai của hắn đâu mặt thiết sư huynh cũng thế làn da làm sao trở nên giống như là màu xanh biếc một dạng hắn ăn cỏ ăn nhiều hai vị sư huynh các ngươi có thế ngộ ra được mặt đạo chân ý bọn hắn dồn dập đặt câu hỏi thế nhưng mặt tranh cùng mặt thiết lại yên lặng không nói mặt tranh trong mắt trầm tĩnh hắn căn bản tự chém một đao không chỉ là chém trụng vật lý trên ý nghĩa đến lỗ tai cùng đầu lưỡi, mà là nắm chính mình nghe cảm giác, thổ lộ chi năng đều theo căn nguyên bên trên chém trụng, cho nên hắn căn bản là không có cách cảm giác những người khác cho hắn truyền lại tin tức. Có thể nói, hắn hiện tại triệt để tự bế. Nhìn trước mắt rất nhiều hắc ám sinh mệnh, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng, nhưng rất nhanh áp chế xuống. Mà mặt thiết thì là trong mắt đờ đẫn, chỉ có miệng nhẹ nhàng, khẽ trương, khẽ hợp. Thoạt nhìn có chút cơ giới. Mặt giả nhìn xem hai người này cũng là có chút bối rối. Này cái gì quỷ a? À? Vì cái gì? Chính mình tự hồ không có thể hiểu được bọn hắn yên lặng. Mặt tranh thoạt nhìn cùng cái kẻ điếc một dạng, mà mặt thiết yên lặng như cây, tự hồ trở nên cùng cỏ cây. Kỳ quái, chẳng lẽ chính mình mặt đạo trình độ không đủ? này không hợp thói thường a thân vi sư tôn thế mà không có thể hiểu được các đồ đệ mặt đạo nói ra không mất mặt sao từng hai người này hoặc nhìn làm sao không thích hợp a dừng người nghi hoặc nói mặt giả sư đệ ngươi xem hiểu bọn hắn yên lặng sao mặt giả ban đầu đang do dự đâu nghe nói như thế lập tức trên mặt nhịn không được rồi dĩ nhiên nhìn hiểu nói xong hắn kiên trì, nói. Ta xem mặt tranh, hắn tự bế tai lưỡi, hắn mặc đạo chi tâm, đã kiên định như sắt. Mà mặt thiết, thì là siêu việt phàm tục, đã từng thao thiết tại ăn uống chi dục, thế nhưng bây giờ, ngươi nhìn hắn, đã dùng mặt đạo chân ý, áp chế tự thân dục vọng. Nói xong, hắn vung tay lên, nói. mặc quyền, thử một chút bọn hắn mặt đạo. Lúc này, đệ tử của hắn một trong mặt quyền đi ra mặt quyền đi đến mặt tranh trước mặt cười một tiếng nói mặt tranh sư đệ ngươi đối mặt đạo lý giải tất cả đều là sai ta mới là đúng ngươi hẳn là nghe ta tất cả mọi người chờ đợi bọn họ cũng đều biết mặt tranh tốt nhất tranh luận nhưng hiện tại mặt tranh lại chẳng qua là yên lặng nhẹ gật đầu thấy cảnh này tất cả mọi người là giật mình quả nhiên đổi tính a mặt đạo quả nhiên mạnh mẽ mặt tranh sư huynh thật lĩnh ngộ mặt đạo chân ý mọi người kinh ngạc tán thán ngay sau đó mặt quyền lại lấy ra mấy phần cực kỳ mỹ vị hắc ám thánh nguyên đặt ở mặt thiết trước mắt thế nhưng mặt thiết lại đối cái kia hắc ám thánh nguyên mảy may không để ý tới tựa như là không nhìn thấy ngược lại là nhìn chằm chằm mặt quyền yên lặng đến làm cho người sợ hãi quả nhiên. Dừng người đều là không khỏi gật đầu, nói. Như thế xem ra, hai người này mặc đạo, hoàn toàn chính xác đã xong rồi. Mà mặc giả, cũng là yên tâm. Hắn kỳ thật mới vừa cũng có chút bồn chồn, cảm giác nhìn không thấu mặt thiết cùng mặt tranh, mới cố ý nhường mặt quyền thử một chút. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác, đều trầm mặt, bọn hắn ban đầu dục niệm, đều chế trụ. Lúc này, hắn đạo cảnh chậm rãi phóng thích ra. Tựa như là một phương vũ trụ tối tăm, tại cái kia trong vũ trụ, chính khỏa to lớn ngôi sao màu đen, tựa như cao chọc trời tàu thủy. Trong đó ba khỏa hắc ám ngôi sao, đã kinh biến đến mức như hắc động thâm thúy, phản phất yên lặng to lớn hòn đá màu đen, khiến cho người không thể dò xét. Sau đó, mặt tranh cùng mặt thiết, bị mặt giả đặt vào đạo cảnh bên trong, mỗi người bọn họ tiến nhập một ngôi sao lớn cái kia hai ngôi sao lớn, phân biệt đại biểu cho mặt giả phải tranh biện, tốt thao thiết dục niệm. Bọn hắn quý vị. Giờ khắc này, mặt giả bỗng nhiên cảm nhận được, trong đại não một trận mê muội hắn phản phất nghe được hồng chung đại lữ thanh âm, tại trong đầu của mình phóng thích. Vì trả vũ trụ trong sạch đại nghiệp không ngừng phấn đấu. Đặc biệt là những cái kia thanh niên thiên tài, nhân vật hạt giống, âm thầm đem bọn hắn tru diệt tại nảy sinh trạng thái. Dùng có hạn sinh mệnh, vì vô hạn sự nghiệp mà phấn đấu, dùng thanh xuân, viết liền còn vũ trụ trong sạch trường ca. Vũ trụ bản luật đang kêu gọi ngươi, hắc ám số mệnh đang chờ đợi ngươi, vì sự vĩ đại của ngươi mộng tưởng, cứu rỗi ngươi cái kiếp nghiệp chướng nặng nề linh hồn. Những lời này, nhường mặt giả đầu ông ông. Không thích hợp. Quá trình dung hợp đã bắt đầu, mà mặt giả lại cảm giác. Có vấn đề a. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình nội tâm? Thế mà tự hồ bắt đầu đối hắc ám sinh linh chán ghét dâng lên, chán ghét chính mình, chán ghét hắc ám hết thảy, muốn đem hắc ám sinh linh giết chết. Đây là cái gì tà ác suy nghĩ? Mẹ nó, chuyện gì xảy ra, mặt tranh cái tên này đã trải qua cái gì? Không được, ta phải chém rụng ý nghĩ thế này. Mặt giả gấp, dạng này dung hợp, hắn tinh thần sẽ bị ảnh hưởng đến nói không chừng lúc nào, liền sẽ bạo phát đi ra, khiến cho hắn biến điên, đối hắc ám sinh linh động thủ. Thế nhưng, quá trình dung hợp tăng lên, hắn đã vô lực chống lại. Ừm. Không đối, ta tại sao lại nhiều hơn một loại suy nghĩ? Lúc này, hắn lại phát hiện, theo mạch thiết dung hợp, chính hắn. Thế mà cảm thấy một loại đói khác. Loại kia đói khác, khát vọng thôn vệ. Hắc ám sinh mệnh đặc biệt còn chơi chồng chất. Mặt giả đều là kinh ngạc, mặt tranh muốn giết hát ám sinh linh, mặt thiết thì mong muốn thôn phệ hát ám sinh linh. Đây là muốn để cho mình biến phản đồ sao? Không. Hắn khó khăn run rẩy một câu, thế nhưng chống cự không được. Mặt tranh cùng mặt thiết triệt để dung nhập hắn hai khóa hát ám đại tinh phía trên. Thật lâu, một lúc lâu sau, mặt giả mới chậm rãi tỉnh lại. Khi tỉnh lại hắn lại có chút mờ mịt. Chính mình mặc đạo, thành rồi hả? Giống như thành, đại biểu phải tranh biện, tốt thao thiết hắc ám đại tinh, hoàn toàn chính xác bình tĩnh. Nhưng, hắn lại cảm giác mình trong đầu có loại là lạ suy nghĩ. Hắn nhịn không được hướng phía chính mình còn lại mặc quyền các đệ tử nhìn thoáng qua, thế mà vô ý thức nuốt từng ngụm nước bọt. Nhưng loại bản năng này chợt lóe lên, hắn rất nhanh bình phục nỗi lòng cùng lý trí. Mặt đạo sắp thành công rồi. Dừng người cùng tối người, đều là mừng rỡ. Nguyệt Quế có động. Lúc này, mặt giả bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nói. Thái âm nữ đế người thừa kế, Nguyệt Đế. Muốn đi sáng thế chi lộ rồi. Nghe vậy, tối người lập tức nói. Chẳng giết chi. Không thể để bọn hắn thật mang theo một phương thế giới, trốn vào lịch sử tuế nguyệt bên trong. Nếu như đến một bước kia, lại đuổi giết bọn hắn, sẽ rất khó. Mặt giả gật gật đầu, nói. Mặt quyền, mặt thi. Các ngươi đi. Hắn hướng phía chính mình hai vị đệ tử mở miệng. Hai nam tử đi ra, mặt quyền một thân lộng lẫy trường bào màu đen, tựa như vương công quý tộc, hắn đại biểu mặt giả tốt quyền vị một mặt. Mặt thi thì là tuấn Mỹ thanh niên, trên cổ của hắn lại treo một chuỗi lít nha lít nhít xương người vòng cổ hắn đại biểu cho mặt giả một cái khác kỳ lạ dục niệm luyến thi hai người lúc này đứng dậy mà đi hiện tại khởi nguyên chi đăng đã dấy lên năm ngọn đèn tối người nhìn về phía cấm kỵ thế giới lạnh lùng nói chờ chín ngọn đèn khởi nguyên chi đăng đều dấy lên đến lúc đó hắn hẳn là cũng sẽ cảnh giới triệt để rơi xuống đốt trụ đại trận liền có thể mở ra. Trong mắt của bọn hắn, đều là viết đầy vẻ chờ mong. Mà phía sau bọn họ, mặt giả lại là đang không ngừng cắn chính mình đầu lưỡi. Thật đói. Không hiểu muốn ăn người, nếu là hai vị sư huynh có thể làm cho ta ăn một thoáng, vậy liền quá tốt rồi. Hắn nguồn gốc từ bản năng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng, lập tức chính mình cũng bị chính mình hù dọa, vội vàng bóp chính mình một trảo sau đó không lâu mặc quyền cùng Mặt thi liền đã xuất hiện tại cấm kỵ thế giới chúng ta đi chỗ nào Mặt thi mỉm cười đặt câu hỏi Mặt quyền nói vô số tuế nguyệt trước thái âm nữ đế cùng thái dương cổ đế chuẩn bị tại côn luân thánh cảnh lưỡng nghi sơn đi sáng thế sự tình bị chúng ta bóp chết bây giờ người thừa kế của bọn hắn mong muốn kéo dài sáng thế chi lộ tất nhiên sẽ lựa chọn côn luân thánh cảnh chúng ta trực tiếp đi liền tốt mặc thi gật gật đầu hắn tiếp lấy lại đặt câu hỏi sư phụ nói chuẩn bị ở sau là cái gì ngươi nhưng có biết thái âm nữ đế cùng thái dương cổ đế bỏ mình thời điểm vì tuyệt hậu mắt hắc ám chi không bên kia lưu lại chuẩn bị ở sau bố trí kết thúc mặc quyền mỉm cười nói ngươi có biết năm đó vì cái gì thái âm nữ đế cùng thái dương cổ đế chết rồi cung luân thánh cảnh cùng lưỡng nghi sơn, vẫn còn có thể lưu lại. Ha ha, mong muốn lại đi sáng thế chi lộ, nhất định phải dẫn tiên chủng vào cung luân, dẫn thánh nguyên vào lưỡng nghi, nhưng... Làm tiên chủng rơi xuống đất, thánh nguyên lên núi thời điểm, bọn hắn sáng lập ra, không phải là muốn sinh mệnh tình thổ, mà là nhân gian luyện ngục. Mà ta, chính là này phương luyện ngục trưởng khống giả, nhật nguyệt nhị đế sáng tạo ra nhân gian luyện ngục, chính là ta quyền đường thông thiên bậc thang. Hắn tốt quyền dục, tu luyện công pháp tên là Thao Thiên Chi Thuật, cái gọi là Thao Thiên Chi Thuật, chính là Thao Thiên Hạ Quyền Lực, trưởng Thiên Hạ Chi Chui. Mà Nhật Nguyệt Nhị Đế đi sáng thế chi lộ, bất quá là vì hắn tố giá y, ngày đó tháng Nhị Đế chân chính sáng tạo ra một phương thế giới thời điểm, cái kia phương thế giới, lại bị hắn trưởng khống. Hắn đem nhờ vào đó, đi đến Thao Thiên Chi Thuật đỉnh phong, cũng tại đỉnh phong bên trong nhìn thấy mặt đạo chân ý. Này, liền là mặt giả khiến cho hắn đến đây nguyên nhân. Mặt thi gật gật đầu, hắn cũng là cười một tiếng, nói. Ngươi trưởng thiên hạ quyền lực, mà ta. Chỉ cần trưởng thiên hạ chi thi. Đủ loại thi thể. Ta tàn thi lâu, lần này có khả năng tràn đầy. Giờ phút này. Cấm kỵ thế giới. Tiên thổ phía trên. Tiên thổ tự thành một phương thế giới, tại phương thế giới này phía trên, khắp nơi đều là sinh trưởng tiên chủng, tiên quan tràn ngập, cầu vòng hà muôn vàng. Tiên vân phong, tiên thổ đỉnh cao nhất. Thần Nguyệt đế đình người, đã leo lên nơi này. Bày trận. Chu Minh Thạch hô to, nói. Ai vào chỗ nấy, chấp trưởng trận kỳ. Tại tiên vân trên đỉnh mở ra đại trận, liền có thể mở ra nơi này cùng côn luân thánh cảnh lối đi, nắm tiên thổ tiên chủng, dẫn vào côn luân thánh cảnh bên trong. Thần Nguyệt Đế Đình, ngoại trừ phái người đi tới tiên thổ bên ngoài, cũng phái người tại cung luân thánh cảnh bên kia, bày ra một chỗ khác đại trận. Hai nơi đại trận lẫn nhau chiếu rọi, dẫn tiên chủng vào cung luân. Lập tức, 18 vị hạch tâm đệ tử, mở ra trận kỳ. Mà một bên khác, tử lăng lại tại cuối đầu vẽ tranh, lần này, nàng vẽ tranh phương thức hết sức kỳ quái nàng tay trái tay phải. Đồng thời vẽ tranh. Tay phải chấp chưởng hoàng vũ bút, dưới ngòi bút vẽ, chính là này tiên vân phong chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong. Đủ loại tiên chủng. Mà trong tay trái, nàng lại là chém xuống một sợi mái tóc của mình, cuốn thành bút vẽ, tại tốc độ cao phục chế lấy tay phải vẽ ra họa tác. Nàng thậm chí còn cắn nát tay trái mình đầu ngón tay, dùng máu làm mực. Tay trái tay phải bắt đầu đồng tiếng, tốc độ của nàng thật nhanh, bút vẽ như nước chảy mây trôi. Mũi quỳnh của nàng chóp mũi, đều đã có một dọc tinh tế mồ hôi. Không người cảm thấy, theo nàng vẽ tranh, trăm vạn dặm bên trong, một cây cỏ, một cái cây, một đóa hoa. Đều phản phất bị một loại nào đó trong cõi u minh lực lượng ảnh hưởng, tiến nhập nàng hoàng vũ bút dưới cái kia phương thế giới. Sau đó, nàng dùng một lọn tóc quấn thành bút vẽ dưới, tại phục chế bên phải họa tác nội dung, làm bên trái dưới ngòi bút vẽ ra thời điểm, phản phất chung quanh trăm vạn dặm không gian, lại bị tử lăng tay trái hạ họa tác bên trong hình ảnh bắn ra ảnh hưởng. Nàng lặng yên đem trăm vạn dặm tiên chủng, đều dùng hoàng vũ bút họa tiến vào họa bên trong. Sau đó, rồi lại dùng từ không sinh có bút pháp, mượn nhờ chính mình máu, vẽ ra trăm vạn dặm bên trong tiên chủng. Kể từ đó, chân thực tiên chủng, đều tại nàng bên phải họa bên trong, mà giờ khắc này, trăm vạn dặm bên trong tiên chủng, đã bị nàng thay thế, chẳng qua là nàng một giọt máu suy diễn mà thôi. Này, chính là nàng tới đây mục đích. Nếu hắc ám đã vì sáng thế chi lộ bố trí kết thúc, cái kia nàng dùng hư giả tiên chủng, thay thế chân chính tiên chủng. Thâu thiên hoáng nhật. Cuối cùng, nàng bút vẽ hạ xuống. Mà một bên khác, Nguyệt Đình 18 vị hạch tâm đệ tử, đã khởi động đại trận. Không người chú ý lúc, tử lăng nhẹ nhàng lắc một cái. Nàng dùng máu vẽ thành họa tác bên trong, những nàng đó phục chế xuống tới hình vẽ, tự như là biến thành chân thực ký hiệu, lặng yên không một tiếng động tụ hợp vào đại trận bên trong. Theo nàng họa tác rung rung, chung quanh trăm vạn dặm bên trong, những thần thánh kia tiên dược, tiên chủng, bỗng nhiên tràn vào đại trận tiến nhập đại trận xây dựng trong thông đạo. Đồng thời, thánh thổ phía trên. Lâm sư đệ, làm sao còn chưa tốt? Còn kém ngươi này một góc đại trận, thánh nguyên khí, sắp buông xuống lưỡng nghi sơn. Đến từ Thái Dương Châu Liệt Nhật Đế Đình, đoàn người đã tại thánh thổ bên trên bày ra đại trận. Nguyệt Đình bên kia, đi thực hiện tiên chủng vung vải công luân cảnh, mà bọn hắn này đến thì là vì hoàn thành khiêu đại thần tiên đoán mặt khác một câu. Thánh Nguyên chảy vào lưỡng nghi sơn. Bố trí xuống đại trận, thôi động Thánh Nguyên khí tràn vào côn luân trung tâm lưỡng nghi sơn bên trong. Lâm Cửu Chính cười một tiếng nói. Lập tức tốt, đừng hoảng hốt. Hắn vừa nói, một bên dùng hỏa thần bút phi tốc họa hạ một đạo đạo linh phù. Những cái đó linh phù, lập tức biến ảo khó lường, tự hồ đem hết thảy chung quanh thánh nguyên khí, đều khống chế được. Hắn đạo cảnh, lặng yên không một tiếng động bày ra một góc, thánh nguyên khí đều tràn vào hắn đạo cảnh bên trong, sau đó, hắn linh phù lại hóa thành từng đạo thánh nguyên khí, tụ hợp vào liệt nhật đế đình đại trận, xuyên thấu qua đại trận, chảy hướng phía dưới cấm kỵ thế giới. Giờ phút này, Thái âm châu cùng Thái dương châu chỗ giao giới, cung luân thánh cảnh. Đây là một phương bị phủ bụi thế giới, từ xưa đến nay, từ thái âm nữ đế, thái dương cổ đế sau khi chết, rốt cuộc không người đặt chân. Mà tại hôm nay, thiên hàng dị tượng. Tại minh mông tiên thổ phía trên, rộng lớn thánh thổ đỉnh, bỗng nhiên có thiên hà rủ xuống. Tiên chủng vung vải cung luân cảnh, thánh nguyên chảy vào lưỡng nghi sơn. Phủ bụi cung luân thánh cảnh, hôm nay bỗng nhiên hào quang vạn trượng, hồng quang đầy trời, đã dẫn phát người trong thiên hạ quan tâm. Thiên hạ kinh hải xảy ra chuyện gì tiên thổ phía trên lại có tiên hà chảy ngược mà xuống trút xuống vào thái âm châu không chỉ là tiên thổ còn có thánh thổ thánh thổ bên trên thánh đạo nguyên khí tựa như giang hà hội tụ hướng thái âm châu thái dương châu chỗ giao giới công luân thánh cảnh công luân thánh cảnh đây chính là đã từng thái âm nữ đế thái dương cổ đế hai vị đại đế lựa chọn tới sáng thế địa phương a phủ bụi vô số tuế nguyệt bây giờ lại muốn giải khai sao chẳng lẽ nhật nguyệt nhị đế muốn đi sáng thế chi lộ cửu châu quan tâm tại tiên thổ thánh thổ lại xuất hiện về sau sáng thế chi lộ cũng muốn mở ra sao sáng thế chi lộ chỉ ở chỗ sáng tạo một phương mới sinh mệnh tịnh thổ giấu vào tuế nguyệt bên trong dùng cầu sinh tồn tại châm lửa thời đại hậu kỳ con đường này thậm chí là cả thế gian cho rằng có hy vọng nhất con đường. Đáng tiếc, Thái âm nữ đế cùng Thái dương cổ đế bị hắc ám gạt bỏ. Chiến thiên đế đình sau đó mới cuộc khởi, cùng hắc ám một trận chiến, mới trở thành chủ lưu. Thế nhân bàn tán sôi nổi. Đồng thời, tại tiên thổ phía trên, hắc bạch đại đế, một bước bước ra, liền đã đến tiên vân phong. Tại tiên vân phong trước, thần nguyệt đế đình rất nhiều đệ tử đã rời đi. Bọn hắn mở ra đại trận về sau, liền lợi dụng đại trận, trực tiếp truyền đưa đến cung luân thánh cảnh, chuẩn bị tiếp xuống sáng thế. Hắc bạch nhìn lướt qua giữa sân, bỗng nhiên, hắn phát hiện trên mặt đất một tờ trống giấy tuyên. Tại trên giấy lớn, còn có một sợi nhuốm máu tóc hoa. Này giấy vật phi phàm. Giống như cùng lý tiền bối có quan hệ. Hắn nói nhỏ, một đen một trắng trong đôi mắt, không biết nghĩ tới điều gì, đem nhuốm máu tóc hoa cùng giấy tuyên, đều thu vào. Sau đó, thân ảnh của hắn theo biến mất tại chỗ, trong chớp mắt, liền tiến vào mênh mông thánh thổ lên. Tại thánh thổ phía trên, có một mảnh liên miên hùng núi, sông núi ở giữa thánh nguyên khí, cũng đều biến mất. Tại sông núi ở giữa, lại có mấy trương đã bị tiêu hao huyết phù. Hắc bạch khẽ trao mày, lúc này đem cái kia mấy trương huyết phù, cũng thu vào. Lý tiền bối. Tại bố cục sáng thế chi lộ sao? Hắn mơ hồ cảm giác được cái gì? Sáng thế chi lộ, mặc dù không thể triệt để cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhưng, đích thật là sẽ để cho hắc ám đau đầu nhất con đường, một khi thực hiện, một phương thế giới mới, trốn vào thời không bên trong, không uổng phí một phiên đại chu xếp, sẽ không bị tìm ra. Hắc bạch lầm bầm, nói. Có lẽ, ta phải đi sơn thôn nhỏ một chuyến. Hắn đã cùng Hỏa Linh Nhi, một quyển thanh bắt được liên lạc, biết được các nàng đang cùng thanh trần các loại, cùng một chỗ đi tới sơn thôn nhỏ. Hắn lúc này biến mất khỏi chỗ cũ. Giờ phút này, Khai Nguyên Châu, Thanh Trần, Lục Nhượng, cùng với Hỏa Linh Nhi, một viễn thanh, đã rơi vào khủng thú rừng núi trước đó. Hẳn là ngay tại phiến khu vực này chỗ sâu. Hỏa Linh Nhi mở miệng. Các nàng cũng cũng không biết sơn thôn nhỏ chính xác vị trí. Lúc này, đoàn người hướng phía khủng thú rừng sâu mà đi. Sau đó không lâu, bọn hắn cuối cùng thấy được khủng thú rừng sâu, một tòa núi nhỏ thôn an tĩnh ở chỗ này. Khói bếp lượng lờ, gà chó tướng nghe, tại đại thế khoái động cấm kỵ thế giới bên trong, sơn thôn nhỏ tựa như là tuế nguyệt tỉnh tốt như thế ngoại đào nguyên. Sư phụ chúng ta hồi trở lại đến rồi thấy sơn thôn nhỏ lục nhượng lệ nóng doanh trồng cũng không biết nhận tỷ các nàng thế nào thanh trần cũng là nói nhỏ một câu mỉm cười nói đi chúng ta hồi trở lại thôn đồng thời tại sơn thôn nhỏ trước khói vàng cuồn cuộn hắc bạch cũng xuất hiện đại đế hỏa linh nhi chờ nhìn về phía hắn cung luân thánh cảnh có biến ta tìm được những vật này, hẳn là cùng lý tiền bối hai vị đệ tử có quan hệ, cho nên, chuyên tới để cùng một chỗ bái kiến lý tiền bối. Hắc bạch mở miệng, đem cái kia nhúng máu tóc hoa, giấy tuyên, cùng với huyết phù đem ra. Tử lăng sư tỷ, Lâm sư đệ. Thanh trần cùng lục nhượng đều là lập tức phản ứng lại. Bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đều nhúng máu? Lục Nhượng gấp nói: "Đi, chúng ta mau trở lại thôn đi." Giờ phút này, sơn thôn nhỏ bên trong, trong tiểu viện. "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Độc Cô Ngọc Thanh đám người đều là có chút khẩn trương nhìn xem Lý Phàm. Bọn hắn tận mắt nhìn đến Lý Phàm vung bút vẽ tranh, vẽ ra một phương thánh đạo thời không. Mà lại, tại cuối cùng, càng là cắn nát ngón tay, dùng một giọt máu đưa cho cái kia phương thánh đạo thời không dùng sinh mệnh tại giọt máu kia hạ xuống nháy mắt bọn hắn rõ ràng cảm giác được lý phàm tựa như là mênh mông tinh hà bỗng nhiên có cùng phong sóng lớn bao phủ tinh hệ khí thế muôn vàng đang cuộn trào vô tận bản nguyên đang lao nhanh nhi đồng lúc bọn hắn lại cảm giác lý phàm cùng nguyên lai like không giống nhau lắm trước đó lý phàm giọt nước không lọt thậm chí thỉnh thoảng sẽ để bọn hắn cảm thấy xa xôi như bóng mờ phiếu miễu nhưng giờ phút này lý phàm lại cho bọn hắn một loại nguyên lai càng chân thực cảm giác này để bọn hắn đắn đo khó định lý phàm trạng thái đến tột cùng là tốt vẫn là không tốt việc nhỏ thôi lý phàm hết sức tùy ý mở miệng nhìn thoáng qua thánh đạo lịch treo tường hắn có chút hài lòng sau đó cầm lấy chén trà chậm rãi uống một ngụm họa này lịch treo tường có phần hao tổn tâm thần. Sư phụ, nhất định bỏ ra cái giá rất lớn." Độc Cô Ngọc Thanh nói nhỏ, lẩm bẩm nói: "Bằng không, bằng cảnh giới của chúng ta, không thể có thể cảm giác được lão nhân gia ông ta mới vừa nguyên khí gợn sống." Long Tử Hiên nắm chặt nắm đấm, nói: "Sư phụ tỉnh lại thánh đạo thời không. Chúng ta đến cố gắng lên, nhanh lên trưởng thành." Lập tức bọn họ đều là tiếp tục trùng kích cảnh giới bọn hắn tự thân thánh đạo chi hỏa đều đã giấy lên cảnh giới tiếp theo là đúc khí cũng được xưng là mệnh cung sư phụ a ta ta hình như là cái không có tính ngưỡng người làm sao bây giờ a ta có phải hay không không xứng sống sót lúc này ngô đại đức nhìn xem lý phàm gương mặt bao la mờ mịt cùng ủy khuất long tử hiên độc cô ngọc thanh cô bạch thiển đều đã dấy lên thánh đạo chi hỏa bắt đầu ở rèn đúc tự thân sinh mệnh chi cung thế nhưng hắn lại hồn nhiên không động đâu cuốn cuồng a à. thế nhưng hắn lại quả thực không biết chính mình tín ngưỡng cái gì quả thực là ăn hay chưa văn hóa thiệt lớn lý phàm nghe vậy mỉm cười nói đại đức a à, ta hỏi ngươi nếu có một ngày bên cạnh ngươi sư phụ chết rồi sư huynh đệ sư tỷ sư muội đều đã chết liền đại hắc cũng rời đi ngươi trong thôn hết thảy đều tiêu vong lúc kia ngươi sẽ làm sao ngô đại đức nghe vậy ngơ ngác một chút tưởng tượng đến trường hợp như vậy không khỏi có chút sợ hãi nói sư phụ sẽ không như vậy a à? lý phàm nói nếu đâu ngô đại đức nói nếu quả thật có một ngày như thế này sư phụ các ngươi đều đi Chó chết không có, thôn cũng không còn nữa. Ta đây sống ở trên đời này cũng không có ý gì. Lý Phàm Điều hiu cười một tiếng nói. Đúng vậy a, à, làm trên đời này cùng ngươi có liên quan hết thảy đều tiêu vong, ngoái nhìn Tuế Nguyệt, chỉ còn lại có đi qua có thế nhấm nháp, đến lúc đó, trong hồi ức mỗi người, mỗi một sự kiện đều sẽ trở thành thông thả cắt chém linh hồn đau, nhưng ngươi đau đến không muốn sống sống sót bản thân là không có ý nghĩa, thế nhưng trên đời này, cùng chúng ta có quan hệ người và sự việc, thành tựu sinh mệnh ý nghĩa. Mà sinh mệnh ý nghĩa bản thân, cũng là một loại tín ngưỡng, tín ngưỡng không chỉ là xa xôi mộng, Hùng Vĩ nói, vẫn là chúng ta trong sinh hoạt mắt thường có thể thấy củi gạo dầu muối, có thể đụng tay đến bi hoang ly hợp. Tại bình phàm bên trong cũng có thể thấy rõ sinh mệnh tín ngưỡng, tìm tới sinh mệnh ý nghĩa bất quá cái này cần một chút phát hiện. Hồi trở lại nghĩ tới ngươi sinh hoạt, ngươi trân quý nhất, nhất không nỡ bỏ, nhất hướng tới cái kia bộ phận, liền là ngươi sinh mệnh ý nghĩa. Lý Phàm tùy ý nói. Mà Ngô Đại Đức giờ phút này cuối cùng như có điều suy nghĩ. Liền bên cạnh Long Tử Hiên, Độc Cô Ngọc Thanh, Tô Bạch Thiển đám người cũng là có điều ngộ ra. Sinh mệnh chi hỏa, cuối cùng là vì rèn đúc ra sinh mệnh chi cung sinh mệnh chi cung là ngũ hành viên mãn cần muốn tìm tới sinh mệnh ý nghĩa sinh mệnh chi cung căn cơ mới có thể vững chắc mà giờ khắc này lý phàm đôi câu vài lời để bọn hắn đều tại xem xét biết từ nội tâm của ta ta trân quý nhất nhất không nỡ bỏ nhất hướng tới bộ phận ngô đại đức nói thầm lấy nói kỳ thật cũng không có gì a à. có thể một mực giống như bây giờ cùng mọi người cùng nhau đợi trong thôn giúp trương đại bá dưỡng dưỡng heo, trong sân dưỡng dưỡng cẩu, ăn ngon uống sướng, không có quá nhiều phiền não. Ở trong đầu của hắn, lóe sáng lại qua này chút tuế nguyệt đến nay, ở trong thôn từng ly từng tí. Đó là bị nhị đại gia heo nhà ủi thời điểm thống khổ. Đó là bị đại hắc cẩu truy cắn thời điểm sợ hãi. Đó là ăn được ngụm đầu tiên sư phụ làm cơm thời điểm kinh hỉ. Đó là cùng các sư huynh đệ cùng một chỗ khai tiệc, say ngã trên mặt đất sau bị sư phụ kéo về an tâm. Giờ khắc này, hắn sinh mệnh chi hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, tại Minh Mông hư vô chi địa, vô ngân đại địa bên trên, trong liệt hỏa hình như có một tòa sinh mệnh cung điện, đang ở chậm rãi bị dung luyện mà ra. Tại cái kia sinh mệnh chi cung trong, là nội tâm của hắn trân tàn tình cảm, nhất quý trọng hồi ức, những vật kia, đủ để chống đỡ hắn đi qua khổ nạn, sống qua tai kiếp giờ khắc này ngô đại đức ngũ hành viên mãn ngũ hành cảnh giới cuối cùng chú khí cảnh thành hắn không học thức suy nghĩ rất ít phản mà giờ khắc này trước hết nhất chạm đến nội tâm của mình thấy được nội tâm ý nghĩa chỗ bởi vì càng là dạng người như hắn tình cảm càng là thuần túy mà trực tiếp